chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn chương 355, ai lui, ai ở, câu này vừa ra, lập tức làm cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng, đám nằm vùng hệt như bị sét đánh, nhất thời đần người ra. Nhớ lại lúc đó, quân mạc tiếu đá người vừa nhanh vừa kiên quyết, lại vô cùng quyết đoán, chắc không phải vì đã nhìn thấu chiêu trò của hai người kia từ sớm đâu nhỉ. Nếu như đã nhìn thấu hai người, vậy những kẻ vào cùng lúc với cả hai cũng không rũ sạch quan hệ. Điểm khác nhau duy nhất chính là, vào thời điểm hành vi của cả hai càng lúc càng lộ, thì bọn họ cũng dở chút trò xấu nhưng ít ra cũng từng bước đánh đến cuối rốt cuộc có bị quân mạc tiếu phát hiện không nhất thời mọi người đều thấp thỏm không yên hai tên nọ tuy không hoàn thành nhiệm vụ nhưng đã có hành động vượt quá giới hạn đó cũng coi như một chiêu loại bỏ sự nghi ngờ của quân mạc tiếu chứ nhỉ pm nhóm nằm vùng lại bắt đầu pm ngay từ đầu họ đã ôm ý định cố tình chịu chết dẫn tới khiêu chiến ma thần thất bại thật ra chỉ là mục đích phụ mục đích chính của họ là dựa vào thủ đoạn đó lấy thân phận non nớt mà ngụy trang, sau đó xóa đi mối hoài nghi lũ lượt tiến vào của mình. Cuối cùng, cả bọn lại lẫn lộn mục đích chính phụ trong lúc chiến đấu. Đấu pháp châu bò của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh khiến họ không cách nào mắc sai lầm, họ vẫn cố gắng tìm lỗi, chiến đấu với niềm tin lấy thua cuộc làm mục đích chính. Giờ chuyện đã rồi, mọi người không còn kích động như khi chiến đấu, đột nhiên có người hỏi câu ấy, cả đám tự ngẫm về thân phận bản thân, lại nghĩ tới kế hoạch trước đó, như bị dội một chậu nước lạnh mà thanh tỉnh trong nháy mắt trên kênh trò chuyện vẫn có người gửi tin liên tục câu hỏi vừa nãy đã bị trôi tới nơi nào nhưng nó không tài nào biến mất trong đầu nhóm nằm vùng nhóm nằm vùng chăm chú nhìn màn hình nhìn kênh nói chuyện coi xem quân mạc tiếu có đáp lại hay không bọn họ hy vọng quân mạc tiếu không nhìn thấy câu hỏi kia không bất chợt thanh tỉnh như họ rồi bẻ về vấn đề này quân mạc tiếu quả thực không nói chuyện trong kênh công hội nhưng lại gửi tin trong kênh đoàn đội mấy ông cực khổ rồi mọi người thấy quân mạc tiếu đột nhiên nói ra một câu như vậy không khổ không khổ thế mà khổ gì hội nằm vùng trả lời một cách trái lương tâm tuy xét theo góc độ giết ma thần không khổ là hàng thật giá thật nhưng xét theo ý đồ nằm vùng trận này đánh vô cùng khổ cực vậy tiếp nữa thì sao quân mạc tiếu lại gửi một câu tiếp nữa mọi người có chút không hiểu đi hay ở tùy mọi người quân mạc tiếu lại vứt ra một câu đằng sau còn có thêm một emo cười niềm nở nhóm nằm vùng lúc này liền bối rối cuối cùng họ cũng biết rằng mình không hề loại bỏ được sự nghi ngờ trong lòng quân mạc tiếu từ đầu đã bị đối phương hoài nghi thế nhưng người ta vẫn can đảm dẫn họ đi đánh ma thần bởi người ta có thực lực người ta có thể khống chế cục diện khiến bạn chẳng thể nào mắc sai lầm kênh đoàn đội lập tức yên tĩnh quân mạc tiếu cũng không giải tán đoàn đội thậm chí phong sơ yên mộc hàn yên nhu cùng với người của hưng hân vẫn ở trong đội ngũ không ai nói lời nào bấy giờ nhóm nằm vùng ngay cả pm cũng thưa thớt đều chạy đi báo cáo trực tiếp với cấp trên group chat mà nhóm nằm vùng của các công hội lớn lập trong kêu kêu lại không ngừng âm vang tin báo. Lam Hà hiện đang tâm phiền ý loạn, cậu không hề muốn làm mấy chuyện này nữa. Tên quân mặc tiếu đó luôn gian xảo như vậy, hội trưởng khu 10 của công hội Luân Hồi cô ẩm tức giận nói. Đây là ấn tượng mà Diệp Tu để lại cho gã ngay từ đầu, quả thực là vĩnh hằng bất diệt. Lúc này cũng chẳng xem xét việc kế hoạch nằm vùng phe ta quá dễ lộ, vẫn cứ phân tích theo góc độ không phải chúng ta không cố gắng mà vì đối thủ quá gian xảo đống nhân vật này coi như bỏ để lại cũng vô dụng quân mạc tiếu đã nghi ngờ rồi tổng hội trưởng của trung thảo đường thiên nam tinh bảo nhưng mọi người hẳn nên chú ý một điều tưởng du của mưu đồ bá đạo nói nói đến thời điểm như vậy xuân dịch lão của lam khê các sẽ thình lình phun ra một hai chữ cho mọi người biết gã còn tồn tại gã không phải không khí tuy đa số đều do chúng ta phái vào nhưng ít ra đoàn đội vẫn còn một người không thuộc phe ta là người chơi muốn gia nhập hưng hân thật sự tưởng du nói Đúng vậy, Dạ Độ Hàn Đàm tất nhiên sẽ phụ họa cho lão đại nhà mình, lập tức lục lại khung tán gấu trước đấy để cung cấp bằng chứng. Trên đó ghi nhân số nằm vùng của từng công hội, đoàn đội 20 người quả thực còn dư một em lai lịch không rõ ràng. Giờ tôi muốn biết, chắc tên này không phải người nhà ai cố ý giấu giếm đâu nhỉ?" Tưởng Du hỏi, "Đương nhiên không phải." Cô ẩm lập tức nói, "Các nhà khác cũng thể hiện bản thân mình không hề giả dối chi hết. Nếu thế thì, tôi thấy, hay bây giờ chúng ta rút nhóm lớn trước?" trừ lại một nhóm nhỏ, sau đó xây dựng tốt quan hệ với tên nọ, bởi vì thân phận của hắn rất đáng tin cậy, có lẽ sẽ trở thành vật che chắn cho chúng ta, thậm chí có thể trực tiếp kéo tên nọ qua phe ta lúc cần thiết luôn. Tưởng Du nói, làm như vậy, có phải quá dư thừa không? Thiên Nam Tinh bảo, vấn đề lớn nhất hiện nay của phe ta là lo liệu mọi chuyện không chu toàn, cấp bậc nhân vật của cả bọn quá cao ở khu 10. Quân Mạc Tiếu là một tay lão làng, chắc chắn sớm đã dự liệu chuyện chúng ta phái người trà trộn vào công hội nhà hắn, bất thình lình một đám người cấp cao rủ nhau gia nhập sao hắn có thể không nghi ngờ hiện tại nhân vật đã bại lộ còn muốn tiếp tục tranh thủ cơ hội nữa ư theo ý tôi chẳng bằng cứ lui hết rồi chọn nhân vật khác chờ thời điểm thích hợp lại gia nhập vào thế à vậy đám trung thảo đường của tụi bây giúp trước đi tưởng du nói thiên nam tinh đang chuẩn bị quyết định đột nhiên thay đổi suy nghĩ lập tức nói rằng ha ha muốn lui thì mọi người cùng lui chúng ta cùng tiến cùng lui mà lời vừa nói ra người có suy nghĩ cẩn thận sẽ hiểu được ngay. Thành thật mà nói, kế hoạch vật che chắn của tưởng du không quá cần thiết, mà tên này còn cố ý đưa ra kế hoạch như thế, có phải đã dự trước chuyện mọi người không ủng hộ chăng? Giống như Trung Thảo Đường vừa nãy, nếu nghe lời tưởng du lập tức rút hết nhân vật thì... Đối với việc nằm vùng ở Hưng Hân, công hội không bị ảnh hưởng gì, thế nhưng ba cái clone của Trung Thảo Đường đã bị bại lộ. Còn trước đấy, tuy đã bại lộ, nhưng ít ra không ai biết rõ tài khoản nhà ai ba cái clone quả thực không quan trọng mấy với các công hội có câu lạc bộ. Họ thậm chí có thể đi mua tài khoản nếu cần. Tuy nhiên, chuyện đấu tranh công hội xưa nay là vậy, cả lũ sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào có thể lợi dụng được. Lỡ mà quên mất chút tiểu tiết nhỏ hôm nay, ngày sau lại lấy clone đã bị lộ ra dùng, người ta phát hiện còn đỡ, đáng sợ hơn là bị tương kế tự kế. Mọi người vừa nghĩ đến chuyện này, tức thì đều im thiên thiết. Một lát sau, người luôn im lặng trong kênh trò chuyện, Xuân Dịch lão đột nhiên lên tiếng hỏi, ai lui? Ai ở? Chương 356, cảm ơn đã giúp đỡ. Hiếm lắm mới thấy Xuân Dịch lão lên tiếng, đám máu mặt trong group chat lại như bị linh hồn của Xuân Dịch lão ám, ai cũng im thiên thít. Trong group chat im lặng, bên công hội Hưng Hân, hội nằm vùng cũng rất xấu hổ. Diệp Tu đã nói thế, mà cả bọn còn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Tìm lãnh đạo xin ý kiến, lãnh đạo lại chưa đưa ra quyết định. Đoàn đội không hề giải tán, quân Mạc Tiếu phong sơ yên mộc, thậm chí ngay cả hàn yên nhu và bánh bao xâm lấn vẫn còn ở đó. Tuy không biết mấy người này đang làm gì, nhưng hội nằm vùng cứ thấy bản thân như bị lột sạch thì chúng vậy. Có thể làm một kẻ nằm vùng tự mình nói ra tao là nằm vùng, khoảnh khắc đó mới cực kỳ huy hoàng, nhưng bị người khác vạch trần mày là nằm vùng, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức đứng ngồi khó khăn. Quân Mạc Tiếu chỉ không nói rõ ra thôi, nhưng ai cũng hiểu ý tứ dòng chữ ấy. Họ đã bị nghi ngờ hoàn toàn, xong người ta không hề ép họ rời đi, vậy người ta tất nhiên chẳng lo lắng gì. Kẻ nằm vùng bị bại lộ sẽ mất hết giá trị với phe ta, ngược lại tạo cơ hội cho đối thủ sử dụng kế phản gián. Đạo lý đó rất đơn giản, cả đám rất buồn bực, sao xếp nhà mình còn trì trệ chưa ra ý kiến vậy. Nào đâu biết rằng các công hội lớn hiện đang lừa qua gạt lại trong group chat. Lam Hà là một trường hợp ngoại lệ, là hội trưởng Lam Khê Các ở khu 10, bản thân cậu cũng nằm trong group chat. Giờ cảm nhận được tâm tình của hai phía cùng một lúc, cậu bỗng thấy mệt mỏi quá đỗi. Thời gian cậu lăn lộn trong công hội không hề ngắn, đã trải qua đủ thứ chuyện dù hợp tác vẫn phải cẩn thận đề phòng giữa các công hội cạnh tranh. Mà bản thân là lãnh đạo nòng cốt, cậu cũng phải làm thế. Chẳng qua từ khi tới khu 10, các công hội lớn luôn bị quân mặc tiếu chèn ép, nhưng đến lúc này rồi, các công hội lớn vẫn không quên nội chiến. Chuyện nhỏ như hai ba cái clone cũng tính kế so đo, làm Lam Hà cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi ở lại, đột nhiên Lam Hà gõ xuống hai chữ này ngay trong group chat, Mọi người sững sờ, đây là ý gì? Tất cả mọi người hơi khó hiểu, chẳng lẽ hội trưởng Lam khê các tự mình đi nằm vùng. Cả bọn hiện đang xoắn suýt chuyện này, ngay cả bản thân Lam Hà cũng khó hiểu, cậu còn không rõ ý nghĩa ba chữ tôi ở lại mà mình gõ ra kia. Cửa sổ khung tán gốc quy kiêu nhảy ra, Lam Hà mở xem, là hội trưởng Xuân Dịch Lão, vẫn lời ít ý nhiều như cũ, chỉ mỗi dấu chấm hỏi. Mệt mỏi quá, Lam Hà trả lời cũng ngắn gọn vô cùng, bên kia chậm chạp không đáp, group chat vẫn im thiên thít, hội nằm vùng ở hưng hân lại tiếp tục xấu hổ. Cục diện bế tắc kéo dài trong phút chốc, Lam Hà chợt nhìn thấy tin hệ thống hiện lên trong công hội, có người đã tự động rời khỏi hưng hân, đương nhiên là thành viên trong đoàn nằm vùng. Một người, hai người, ba người, người trong đoàn đội lũ lượt rời khỏi, Lam Hà vẫn không động đậy. Sau đó cậu nhận được tin nhắn từ Xuân Dịch Lão cậu ở lại là ý gì? Xuân Dịch Lão hiếm khi nhắn nhiều chữ như vậy, nếu là bình thường, lam hà nhất định sẽ chụp hình màn hình để châm trọc cùng đám bạn trong công hội nhưng lúc này cậu không có tâm trạng đó trần chờ hồi lâu chỉ đáp lại xem thử rồi tính sau xem thử rồi tính sau sau khi gửi đi lam hà cảm thấy mấy chữ này rất đẹp cậu cũng chẳng rõ tâm tình giờ phút này là gì nhưng năm chữ ấy như cắt sâu vào lòng điều cậu muốn chính là như vậy chẳng cần lo nghĩ gì cứ thuận theo tự nhiên một cách đơn giản lam hà đợi một hồi không thấy xuân dịch lão trả lời mà đoàn đội của họ người cuối cùng cũng đã rút sạch kể cả hai clone của lam khê các trà trộn vào cùng lam hà hai người vốn nên nhận lệnh từ lam hà nhưng không biết nhận được lệnh từ đâu họ nói với lam hà một tiếng sau đó rời đi chuyện thành viên rời đi liên tiếp gây kinh động không nhỏ tới công hội hưng hân nhiều người phát hiện những kẻ rời đi đều là những game thủ cấp cao vừa đánh ma thần thủ hộ tất cả tự hỏi rồi nháo nhào khó hiểu trong kênh công hội không có gì đâu diệp tu gửi một emo mỉm cười bảo đám bạn vào tạm để giúp tụi mình đánh ma thần thủ hộ ấy mà. Diệp Tu giải thích cho đám người chơi trong công hội, à, mọi người bừng tỉnh, hội trưởng đỉnh ghê, quen biết nhiều anh em cấp cao như vậy. Đã có thành viên tranh thủ cơ hội để thể hiện với hội trưởng đại nhân. Chắc chắn rằng, những người chơi chừng 36 đã là hàng sao cấp trong mắt họ, có thể quen biết nhiều game thủ cấp cao, đó cũng là chuyện đáng tự hào trong mắt nhiều người. Rời, có gì hot, cấp bậc của hội trưởng còn cao hơn đám kia. Có người khinh thường, cũng đổi góc độ mà tiếp tục tăng bốc diệp tu. Công hội êm ấm hòa thuận, cuối cùng, chuyện lùi hội của các nhân vật cấp cao không hề nhấc lên phong ba gì. Chỉ có một người còn đang ngơ ngác nói, gì thế? Tôi không phải nhá, đoàn đội 20 người, giờ chỉ còn lại 6 người. Trừ 4 người nhóm Diệp Tu, một Lam Hà, người còn lại chính là ông bạn đang ngơ ngác kia. Lam Hà biết rõ, có một người không phải nằm vùng của bất kỳ công hội nào. Tên kia tất nhiên không hiểu câu nói ẩn ý trước đấy của quân Mạc Tiếu, lại càng không hiểu hành động che giấu sự kiện nằm vùng lần này của quân Mạc Tiếu. Học giọng điệu của gã, giả vờ như gã. Lam Hà chợt nghĩ thế, rồi phát hiện nó chẳng khác gì kế hoạch bị coi là dư thừa mà tưởng du của mưu đồ bá đạo đưa ra, sao cậu lại vô tình đi lên con đường đó chứ? Lam Hà muốn thuận theo tự nhiên, ai ngờ phát hiện chuyện trước mắt vẫn hao tổn tế bảo não của mình. Như bây giờ, cậu im du thì chẳng giống tí nào, người không biết chuyện nên khó hiểu như ông bạn kia kia nhưng bắt trước ông bạn kia nói một câu ngụy trang, Lam Hà quả thực không muốn làm những việc này nữa. Cuối cùng Lam Hà mặc kệ, không lên tiếng cũng không nhiều lời, cậu cầm tài khoản trong tay, tăng hết điểm thuộc tính tự do được tặng bởi ma thần thủ hộ cấp 1 của công hội cấp 5, rồi rời khỏi đoàn đội tự mình chạy đi luyện cấp. Giờ bản thân cậu cũng không hiểu, mình không còn tâm trạng làm nằm vùng, vậy còn cầm clone lẫn vào hưng hân làm gì. Cậu chỉ biết rằng, mình không muốn đụng vào tài khoản Lam Hà vào lúc này, cái tài khoản đại biểu cho thân phận của cậu ở công hội lam khê các ý còn hai người kia có phải do công hội khác phái tới không trần quả đang ở cạnh diệp tu cô nhìn họ đánh xong ma thần thủ hộ nhìn lời diệp tu nói với mấy người kia nhìn các nhân vật cấp cao lần lượt rời đi còn dư hai người nên bèn hỏi sao tôi biết tôi có phải thánh đâu diệp tu nói tên kia nhìn khá giống còn cái tên không nói tiếng gì đã rút khỏi đoàn đội hắn chạy đâu thế muốn làm gì Trần Quả chỉ vào hai nhân vật bình luận, Diệp Tu vẫn lắc đầu như cũ, nhưng chú mày cũng mất nét quá, đi lợi dụng nằm vùng nhà người ta đánh ma thần thủ hộ. Trần Quả nói, thường thôi thường thôi, Diệp Tu vừa nói vừa dùng chuột lướt qua vài cái tên trong danh sách bạn tốt. Những người này là ai? Hội trưởng khu 10 của các công hội trung thảo đường, mưu đồ bá đạo, làm khê các. Diệp Tu giới thiệu cho Trần Quả, đối với tình huống của các công hội ở thần chi lĩnh vực, Trần Quả thuộc như lòng bàn tay, nhưng vì không chơi ở khu 10, cô hoàn toàn mù tịt về nó. Với đấu pháp của cậu, không có mấy đứa này cũng chẳng sao phải không? Trần Quả hỏi, sao thế được, chị không thấy thanh trạng thái của tôi khi ra khỏi phó bản ma thần thủ hộ sao? Diệp Tu nói, hở, pháp lực sắp hết sạch rồi. Diệp Tu nói, ồ, Trần Quả tựa hồ hiểu ra, nếu không nhờ đám nhân vật cấp cao, đấu pháp đó không dùng được đâu. Mana của tôi không đủ để khống chế cả trận cho đến khi HP của ma thần thủ hộ cạn sạch. Diệp Tu nói, Trần Quả hoàn toàn hiểu rõ. Đấu pháp này thoạt nhìn khống chế thù hận rất tuyệt, những em khác chỉ cần ngơ ngác làm DPS là được, nhưng đó chỉ về mặt kỹ thuật. Nếu số liệu sát thương không đạt chuẩn, thời gian chiến đấu kéo dài, hai nhân vật khống chế thù hận sẽ không thể duy trì tiếp được. Điểm sát thương của một nhân vật khoảng đầu 30 và trên 35 không hề giống nhau. Nhất là đánh theo số đông, tranh lệch sẽ càng lớn nếu không có bọn kia, cậu định đánh thế nào? Trần Quả hỏi, à thì, chờ tụi mình thăng cấp rồi đánh sau. Diệp Tu nói, ý cậu là nhờ những người nằm vùng đó, chúng ta mới đánh được ma thần thủ hộ cấp 1. Trần Quả nói, gần như thế đấy, Diệp Tu gật đầu, tuy cảm thấy hơi khốn, nhưng cảm giác này, không ngờ lại sướng đến vậy, không biết trong số đó có người của Vương Gia Triều không? Trần Quả nói, không bằng bà chị qua phố đối diện hỏi thử xem. Diệp Tu nói, chị quả thực muốn lắm đó. Trần Quả Thành thật gật đầu, ha ha, thôi, tỏ lòng biết ơn là được rồi. Diệp Tu nói xong, mở danh sách bạn tốt ra, gửi tin nhắn cảm ơn, lời nói đầy chân thành, làm Trần Quả có thể tưởng tượng được vẻ mặt rơi đầy nước mắt của những lão đại khi nhận được tin. Đù móa mày, nằm vùng do mình khổ cực phái đi, giờ lại thành công nhân nghĩa vụ cho người ta. Mà người ta còn nghiêm túc không nhắc gì đến nằm vùng, cứ như coi những tên kia là người mà mỗi công hội gửi tới giúp đỡ. Câu này, nếu để một người vô can đọc vào, Quả thực không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có đám công hội lớn bụng dạ xấu xa, lòng ôm âm mưu, nhận được tin này mới bực tức. Quân Mạc Tiếu, đêm đó, người chơi ở nhiều nơi gầm ghè mãi tên ấy. Chương 357, một cây chẳng chống vững nhà. Chuyện nằm vùng và thủ hộ xem như kết thúc, hai kẻ không rõ lai lịch vẫn ở lại công hội, ngoài mặt Diệp Tu không hề lo lắng, bên trong lại ngấm ngầm chú ý. Một kẻ nằm vùng xuất sắc, một kẻ nằm vùng biết cách xử sự cũng đủ để đả kích trầm trọng vào một công hội một hệ thống công hội trong game online, nếu không có câu lạc bộ chống lưng sẽ rất yếu ớt, có khi chỉ một việc nhỏ cũng khiến nó sụp đổ, huống chi còn có người chuyên tới phá hoại. Còn hai nhân vật chưa rời khỏi, tuy Diệp Tu không nói gì, giữ nguyên dáng vẻ chẳng để tâm trước mặt trần quả, nhưng đáy lòng lại âm thầm nhớ kỹ tên hai người. Những kẻ này chỉ là những tên nằm vùng bởi vì phương pháp thiếu suy xét của mình mà bị bại lộ dễ dàng. Còn những người chơi cấp thấp có thành phần ấy trà trộn vào không, Diệp Tu không biết hết được nhưng nếu quyết định thành lập công hội diệp tu đã chuẩn bị tâm lý với những chuyện này đặc biệt là một công hội lấy thành lập chiến đội làm mục tiêu thì những màn tranh đấu sẽ mãi mãi không dứt vào thời điểm quan trọng có khi chính họ cũng phải sử dụng thủ đoạn như vậy việc này không liên quan đến đúng sai cũng không phải có đạo đức hay không đây là cách cạnh tranh cơ bản của các công hội ngừng nghĩ đến những chuyện trên diệp tu lướt kênh công hội sau khi khiêu chiến ma thần thủ hộ thành công những thành viên nhiệt tình đã lo cao nghỉ hết giờ chỉ có đảng cú đêm mới còn ở lại. Trước khi có thể tạo liền tù tí các tài khoản giống các công hội lớn, thì những kẻ bằng lòng hao phí thời gian như đảng cú đêm có khả năng sẽ trở thành nhóm chủ lực đầu tiên của công hội. Đề tài đang nóng hổi trong kênh đương nhiên là lực thủ hộ mà các thành viên có được sau khi khiêu chiến ma thần thủ hộ thành công. Người chơi với đủ các nghề bắt cặp bàn nhau nên cộng điểm tự do thế nào? Không ít người vừa xem chỉ dẫn trên mạng vừa thảo luận trong kênh với mọi người. Đề tài thảo luận cấp thấp như vậy, diệp tu cảm thấy mình không cần phải tham gia nhưng là một hội trưởng kinh nghiệm phong phú với đám ma mới còn khá non nớt diệp tu cảm thấy mình nên đưa ra một vài chỉ dẫn tránh cho mọi người phải đi đường vòng chỉ mới theo dõi một lát diệp tu đã phát hiện không ít người trích dẫn lý luận có căn cứ sai lầm bản hướng dẫn đó vốn bị coi là đồ bỏ không biết những em gà mờ này bới từ thùng rác nào ra lại thành bí kíp quý hiếm được đẩy mạnh tiêu thụ ế ế chú em vô hào kia diệp tu nhìn xong không thể nhịn được nữa rốt cục chỉ thẳng tên đây, người chơi vô hào là một thành phần tích cực trong hội thảo luật, phát hiện mình được hội trưởng đại nhân coi trọng, còn được gọi thẳng tên, vui sướng vô cùng. Ben vội vàng lên tiếng, chú tìm thấy bản hướng dẫn đó ở đâu thế? Sai hết rồi, Diệp Tu không hề dùng giọng điệu thảo luận gì, bởi vô hào đã chém quá bậy bạ, ngay cả đúng ở mặt ngoài cũng không trúng. Hả, Hà, vô hào ngạc nhiên, các kỹ năng của quỷ kiếm sĩ thuộc loại thương tổn pháp thuật, thêm điểm vào trí lực là đúng. Nhưng bất kể là trảm quỷ hay trận quỷ, chí lực tuyệt đối không phải lựa chọn duy nhất. Trảm quỷ có vài kỹ năng gây thương tổn vật lý, hơn nữa còn phải dùng công kích thường để bù vào khoảng trống các kỹ năng, cần tính toán cộng thêm sức lực. Mặt khác, trận quỷ có nhiều kỹ năng gây khống chế, điểm tinh thần sẽ giúp tăng thuộc tính của các hiệu quả đặc biệt đấy, nên trận quỷ cần phải coi trọng điểm tinh thần. Bản hướng dẫn của chú ngay cả đặc điểm cơ bản của các nghề cũng không náo mó, cứ nghề pháp thuật thì tăng trí lực hả? Sao dễ thế được, vinh quang là lĩnh vực mà Diệp Tu dành nhất, hắn liền nhầm vào bản hướng dẫn khoác lác của vô hào mà nói một chàng dài a à, vô hào a a a một chữ cũng không phản bác được gã gần như không hiểu diệp tu đang nói gì còn bản hướng dẫn của cậu pháp sư chiến đấu kia diệp tu chuyển nội dung lại chỉ ra một tên đang ăn nói sằng bậy pháp sư chiến đấu chính là thế mạnh của diệp tu nói hai ba câu đã khiến cậu ta á khẩu còn lực thủ hộ của công hội mọi người đừng thiết điểm mà không cộng nếu tăng sai hay muốn đổi cách tăng cứ rút khỏi công hội rồi vào lại là được. Khi phát hiện một đống em đang bảo ban nhau điểm không thể cộng bừa, Diệp Tu dở khóc dở cười. Vinh Quang không hề cho điểm tự do mỗi lần lên cấp. Tất cả điểm thuộc tính tự do đều có được từ lực thủ hộ của công hội, mỗi lần đổi công hội, lực thủ hộ không giống nhau, điểm tự do sẽ tự động mặc định lại. Vậy nên có vô vàn cơ hội tẩy điểm, sợ cộng sai mà không dám cộng, hoàn toàn không có chuyện này. Còn đội ngũ định đi phó bản kia nữa, mấy chú phối hợp nghề kiểu gì vậy, bảo đảm mệt chết luôn. Đổi hai nghề pháp thuật vào đi, Diệp Tu theo dõi kênh công hội, lập tức phát hiện hàng đống vấn đề. Nhiều người thấy số lần phó bản vừa tái lập, bèn kêu gọi lập đội phá bản trong kênh công hội, nhưng không hề chú ý cách bố trí nghề, chỉ cần có người báo danh là đi. Nghề nghiệp trong vinh quang rất đa dạng, phối hợp đại giữa các nghề cũng có thể qua bản. Nhưng cách phối khác nhau sẽ dẫn đến đấu pháp và sự phối hợp khác nhau. Tùy mỗi loại phó bản mà có những cách phối đáng tin như hiệu suất nhất, bạo lực nhất hay an toàn nhất. Ma mới chỉ cần thuận lợi vượt qua phó bản là được. Số lượt phó bản trong vinh quang, vào một lần là mất một lượt, không phải đi hết phó bản thì mới tính. Trước kia Diệp Tu đều tiếp xúc với những cao thủ lão luyện, cho dù không phải, có sự ghi nhập của hắn, đánh một phó bản cũng không gặp sơ suất gì. Nhưng với những em ma mới, mỗi ngày chết đi chết lại trong phó bản là chuyện thường ở huyện, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà những tay lão làng của các công hội càng ngày càng cao cấp hơn đám người chơi sau. Được cao thủ dắt đi phó bản và lính mới non nất tự khám phá khai hoang phó bản chính là hai thế cực khác nhau. Tuy phó bản có hướng dẫn trên mạng, nhưng người mới muốn biến hướng dẫn thành sự thật, thì suốt quá trình cũng phải chết không ít lần. Mỗi lần chết, không những phần thưởng trong phó bản mất trắng, mà còn mất đi một số kinh nghiệm. Chật vật như thế, sao có thể lên cấp nhanh bằng nhóm lão luyện? Nhóm lão luyện dù không đạt được cảnh giới như Diệp Tu, ít nhất họ vẫn qua cửa, không có nỗi lo chưa quen này. Diệp Tu trước kia chỉ tự lo thân mình, mang theo đường nhu, bánh bao xâm lấn hoặc một ai đó có gả đến đâu, vượt qua phó bản cũng không hề áp lực. Bây giờ tự lập công hội, hơn 500 người, không thể nào một mình chống đỡ hết được. Kết quả đành phải làm nhảm trên kênh công hội, sửa tất cả những thứ không ổn lại. Chật vật một hồi, Diệp Tu còn chưa làm được việc của mình, chỉ theo dõi kênh công hội đã mất 2 tiếng. Công hội hiện chỉ còn ít người, vấn đề đã nhiều như vậy. Đợi đến khi 500 em cùng online, sẽ có bao nhiêu việc vặt đây? Diệp Tu ngẫm thôi đã thấy hại não, thành lập công hội vốn là chuyện phiền toái, vậy nên chiến đội chuyên nghiệp mới tìm chuyên gia xử lý. Tuyển thủ chuyên nghiệp xem đó như hậu trường, nào có ai tự mình chạy tới nhúng tay vào. Diệp Tu cũng không muốn như vậy, song bên người lại không ai giúp đỡ. Đường Nhu thực lực mạnh đấy, nhưng chỉ sợ phương diện này còn thua cả ma mới. Bánh bao sâm lấn quen với game online, nhưng để cậu ta quản lý công hội ư. Bị cây đập đầu mới nghĩ ra ý tưởng ấy. Tô Mộc Tranh với Trần Quả có thể giúp được, lại bởi điều kiện có hạn, trước mắt không giúp gì nhiều. Đổi tới đổi lui, ánh mắt Diệp Tu dừng lại trên hai người chơi có cấp bậc cao nhất công hội. Hai người vẫn chưa lo cao, xem ra cũng là đảng cú đêm. Thời điểm đánh ma thần thủ hộ, thật ra Diệp Tu cũng chú ý hành động của cả bọn. Mấy trò cố ý buông thả hoặc cố gắng không phối hợp không hề thoát khỏi ánh mắt già đời của Diệp Tu. Đây cũng là nguyên nhân hắn càng chắc chắn đám này chính là nằm vùng, không phải vì người người đổ xô vào như ông vỡ tổ mới hoài nghi. Chẳng qua, ánh mắt Diệp Tu có sắc bén mấy, thì hắn vẫn đang chiến đấu, không thể luôn luôn chú ý mọi thứ được, vậy nên việc quan sát cũng không quá chu toàn. Ví dụ như hai nhân vật trước mắt, biểu hiện trong lúc đánh ma thần thủ hộ ra sao, Diệp Tu không nhớ nổi đây chính là nguyên nhân hắn không thể xác định được thân phận của cả hai. Nếu quả thực là nằm vùng, có lẽ lợi dụng tiếp được đây. Diệp Tu cần cân nhắc thêm chút, kẻ nằm vùng thường là quân trung trinh của các công hội, chắc chắn thuộc nhóm kỳ cựu trong vinh quang. Tuy chưa phải quản lý mọi chuyện mới được, Diệp Tu chưa cần người quản lý lắm, hắn chỉ hy vọng có một người có thể thay mình chỉ huy giúp đỡ ma mới. Chỉ cần là lão làng vinh quang thì có thể làm được. Có điều, chuyện này không thể so với ma thần thủ hộ được, đây chẳng khác gì coi đối phương thành một thành viên dẫn đầu nòng cốt. Đây chính là mục tiêu mà bất kỳ nằm vùng nào cũng tìm mọi cách để đạt được. Mà đạt được mục tiêu ấy, còn có cơ hội thành lập uy tín với người chơi trong công hội, nếu cả hai tên mà là nằm vùng thật, thế thì hơi nguy hiểm rồi. Vậy phải làm sao? Diệp Tu lại lẳng lặng suy nghĩ, rốt cục vẫn nhấn mở tên hai người, thử gửi yêu cầu thêm bạn tốt. Rất nhanh, một người duyệt, còn một người rõ ràng đang online, thế mà chậm chạp không phản ứng. Người không phản ứng tất nhiên là Lam Hà. Giờ cậu không biết nên làm gì, cầm ớt lôn nằm vùng chạy loạn trên bản đồ rộng lớn của Vinh Quang. Bỗng nhận được tin tức của hệ thống, tiện tay mở ra, chợt thấy lời mời kết bạn của quân Mạc Tiếu, nhất thời kinh ngạc. Ý gì đây, Lam Hà phát hiện số mình thật khổ, rõ ràng chỉ muốn ngơ ngẩn ở đây, kết quả sự việc luôn phát sinh ngoài ý muốn, lại toàn những việc buộc cậu phải động não ngay lập tức. Nghĩ mãi không ra, Lam Hà bèn mặc kệ, đồng ý kết bạn, thêm bạn, sau đó chủ động nhắn tin qua, có việc gì vậy hội trưởng? Có gì đâu, rảnh thì đến đấu trường làm phát với tôi. Tin trả lời của đối phương như bạn cũ đã quen biết lâu năm, khiến Lam Hà có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ ổng nhận ra mình rồi? Không thể nào, Lam Hà vừa nói thầm vừa đáp lại, được, chỗ nào? mươi 358, ngửa bài thôi. Lam Hà vừa hỏi vừa từ bản đồ hoang dã quay về chủ thành. Tiến vào đấu trường, tìm thấy phòng đấu do quân Mạc Tiếu Lập, rồi lại thấy Quân Mạc Tiếu đang quần nhau cùng người chơi cấp 36 kia. Quần nhau, đó chỉ là ấn tượng đầu tiên Lam Hà nghĩ thoáng qua khi mới vào phòng, sau khi nhìn kỹ lần nữa, lập tức nghĩ mình nói quần nhau đã là quá coi trọng ông bạn tên lông gà trên đất này rồi. Đây rõ ràng không phải một trận đấu ngang hàng, trình độ của lông gà trên đất, Lam Hà coi một lúc cũng không đành lòng xem tiếp, đúng là một tên lính mới tỏ te vừa vào vinh quang. Mà đối thủ của gã là ai? Đại thần Diệp Thu hơn 10 năm kinh nghiệm lăn lộn trong vinh quang đó lam hà vào không bao lâu thì lông gà trên đất cũng bị đánh nằm vật ra đất sau đó còn gõ một biểu tình bực mình lam hà phỏng đoán với trình độ gà mờ của mình tên kia không hề phát hiện ra đối thủ của hắn đáng sợ thế nào không chừng còn cho rằng mình chỉ thua kém người ta một chút mà thôi chuyện này khá giống với đường nhu lúc đầu trình độ không đủ ngay cả tranh lệch thực lực giữa đôi bên là bao nhiêu cũng không rõ lúc này diệp thu cũng rất thất vọng hắn rất dụng tâm trong trận pi cây với lông gà trên đất nhưng mà cẩn thận đánh qua ba trận hắn có thể khẳng định được, lông gà trên đất tuyệt đối là một em lính mới tỏ te hàng thật giá thật của Vinh Quang. Với ánh mắt lão luyện của Diệp Thu, hắn hoàn toàn có đủ tự tin để đưa ra phán đoán này. Lính mới giả làm cao thủ và cao thủ giả làm lính mới đều là chuyện không dễ dàng gì, không thể gạt được những bô lão lâu đời có kinh nghiệm phong phú như Diệp Thu. Phán nữa chứ, lông gà trên đất thua liên tục 3 trận nhưng lại là kẻ nôn nóng đòi đánh tiếp, gõ ra một biểu tình thể hiện sự phấn đấu. Ông nghỉ ngơi chút đi, tôi và tuyệt sắc đánh hai trận rồi tính sau. Diệp Tu nói, tuyệt sắc chính là ID Lam Hà đang sử dụng lúc này, nghề nghiệp cũng giống với sở trường của cậu, một kiếm khách. Lúc đầu bởi vì bên cạnh không có người, cậu cầm luôn ID này đi nằm vùng, kết quả lần nằm vùng này lại khiến cả người Lam Hà mất hết tinh thần. Cậu biết quân Mạc Tiếu là đại thần Diệp Thu, đương nhiên đời nào hoang tưởng rằng có thể thắng được khi PK, cậu chỉ thuận theo tự nhiên, nếu người ta gọi cậu đến đấu trường thì cậu đến thôi lúc này thấy lời mời chiến đấu của diệp tu lam hà lập tức xác nhận tiến vào đấu trường bản đồ thuộc dạng bình thường nhất giống như võ đài của môn quyền anh hai bên chỉ có thể dựa vào kỹ thuật và kinh nghiệm của mình loại bản đồ này không có khả năng lợi dụng vị thế của địa hình nhưng lại là bản đồ được người chơi vinh quang sử dụng nhiều nhất trong đấu trường vì tính chất đơn giản và trực tiếp của nó bắt đầu sau khi vào sàn đấu lam hà hỏi bắt đầu đi diệp tu cũng không nói nhiều lam hà chẳng do dự chút nào cậu không hề nghĩ đến việc phải ngụy trang làm lính mới nữa. Cậu ở lại đây, đã không còn mang tâm tư của kẻ phải đóng vai nằm vùng, cậu chỉ đơn thuần dùng nhân vật này mà thôi. Ánh kiếm chợt lóe, Lam Hà đã ra chiêu, rút đao chảm, chiêu mở đầu bình thường nhất của kiếm khách. Quân Mạc Tiếu cũng rất chăm chú, kiếm vừa hiện người đã lui về sau, dễ dàng tránh được kiếm khí. Nhanh quá, Lam Hà than thầm một tiếng, thời gian cậu ra rút đao chảm, quân Mạc Tiếu tuyệt đối đứng trong phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng nhưng chờ đến khi kiếm khí của cậu phóng tới, đã kém quân mạc tiếu hai ô rồi. Đó không phải chuyện có thể làm được nhờ phản ứng nhanh và thao tác, mà rõ ràng đã đoán được từ lúc Lam Hà bắt đầu ra chiêu. Nhưng chuyện xảy ra với đối thủ trước mặt, Lam Hà lại chẳng lấy làm lạ. Vốn dĩ cậu không cho rằng mình có thể thắng nên tâm tình cũng tự nhiên thả lòng. Rút đao chảm không chúng cũng chẳng than vãn, di chuyển sang bên cạnh, làm lung lay tầm nhìn của đối phương, rồi lao nhanh đến đâm một kiếm. Một tiếng khen vang lên, Quân Mạc Tiếu cũng đã rút kiếm ra, một chiêu đỡ đòn chặn lại thế công của Lam Hà. Đỡ đòn xong lui về, kiếm trong tay đã biến thành ô, trong lúc trượt về sau trượt âm vang ba tiếng ầm ầm ầm, pháo chống tăng trực tiếp bay đến. Nhanh quá, Lam Hà đành bó tay, hai bên gần như chênh lệch về mọi mặt, tốc độ dùng pháo chống tăng sau khi đỡ đòn hoàn toàn nằm ngoài phạm vi thừa nhận của Lam Hà. Cậu còn không kịp phản ứng khi ba pháo kia bay tới, muốn tránh thử thì đã chậm rồi, lập tức bị nó đẩy mạnh về sau lam hà lăn người ngay tại chỗ đấy cũng là một thao tác chứa đầy kinh nghiệm thời điểm này nhiều đối thủ sẽ chọn cách tiếp tục tấn công cú lăn người này xem như là một thao tác mang tính dự đoán ế cũng khá lắm đấy bên kia quân mạc tiếu đột nhiên gõ ra một câu như thế lam hà ngạc nhiên khá chỗ nào chứ cậu không hề nhận ra được lẽ nào vừa nãy bản thân đã lăn rất đẹp ư nói thật lam hà không đoán được quân mạc tiếu sẽ tấn công tiếp bằng chiêu gì cú lăn người vừa nãy chính là một thao tác quen tay của cậu gặp phải tình huống trên vào bất kỳ lúc nào cậu sẽ không suy nghĩ mà dùng ngay một thao tác lăn người cậu lại không biết rằng chính thao tác quen tay đó đã khiến diệp tu lập tức nhận ra người đứng trước mặt mình e rằng không phải lính mới đâu có điều nếu không phải lính mới vậy thì tỷ lệ nằm vùng của công hội nào đó hơi bị trao diệp tu vừa nghĩ vừa tiếp tục tấn công trên cơ bản đối mặt với bậc đại thần có trình độ thế này tình huống của Lam Hà không khá khẩm hơn lông gà trên đất là bao. Dù sao Lam Hà cũng có hiểu biết, cậu thua nhưng ít ra cũng thua một cách rõ ràng. Nào giống tên lính mới lông gà trên đất, chả hiểu gì huyền cơ bên trong, chỉ biết thua be bét rồi lại xông tới. Không bao lâu, Lam Hà bị một kích của quân mạc tiếu hất bay, sau khi rơi xuống cũng không thể đứng lên được nữa. Lượt thứ nhất kết thúc, chưa được đến một phút, quân mạc tiếu ngay cả một giọt máu cũng không mất. Lam Hà hơi ngượng, tuy biết đối phương là đại thần đứng đầu, cậu vẫn cho rằng bản thân mình có thể so kè với đối phương một hai chiêu khá khẩm hơn lông gà trên đất nhưng giờ nhìn lại bản thân chẳng khác gì tên kia chỉ có thể bị người ta đánh cho bò lăn ra đất sốt cuộc cậu vẫn đánh giá mình quá cao rồi nữa không diệp tu hỏi đối với tên này diệp tu cảm thấy trận vừa rồi đã đủ để khảo nghiệm cậu ta tuyệt đối không phải lính mới hơn nữa còn rất thành thạo nghề kiếm khách một vài thao tác rõ ràng là thói quen của người chơi kiếm khách chỉ tính trong trò chơi, tuyệt đối có thể xưng là một cao thủ. Ngoại trừ những điều trên, Diệp Tu cũng hơi bất ngờ. Hắn có thể nhìn thấu nhiều điều chỉ trong một phút ngắn ngủi, nguyên nhân quan trọng nhất là vì người này không hề có ý định che giấu. Đây cũng là điều Diệp Tu nghĩ không ra, dân chơi lão luyện như vậy, khẳng định là người của công hội khác phái tới nằm vùng, thế sao lại không che giấu bản lĩnh của mình, không sợ bại lộ ư? Hay đây là một kế hoạch đi ngược với những suy nghĩ thông thường? Anh nói thử coi diệp tu còn đang nghĩ ngợi phía đối phương đã trả lời một câu như thế cũng tạm vậy tôi rút trước đây diệp tu nói rồi rời khỏi đấu trường lam hà khó hiểu thình lình kêu người ta tới pi cây một trận rốt cuộc là muốn làm gì đây sau khi rời khỏi đấu trường lam hà nhanh chóng nhận được tin nhắn từ diệp tu chơi vinh quang mấy năm rồi ớ đã nhiều năm rồi lam hà trả lời công hội nhà nào thế diệp tu hỏi sao huyệt vẹt quá vậy lam hà hộc máu nhưng cũng lười lấp liếm cứ thuận theo tự nhiên mà trả lời lam khê các lam hà không thể nào thế cũng nhận ra được ư lam hà bàng hoàng quá từ biểu hiện vừa rồi của cậu mà nhìn ra cậu là người chơi lão làng lam hà tin đại thần diệp thu có thể làm được thế nhưng ngay cả thân phận thật sự của cậu cũng nhìn thấu vậy quá bá đạo rồi tuy là một cao thủ trong game cậu cũng chỉ là một nhân vật bé nhỏ so với những cao thủ chuyên nghiệp mà thôi rất khó tin có chuyện đại thần vậy mà để ý đến cậu có thể nhận ra ngay phong cách của cậu không phải, đoán thôi, câu trả lời của Diệp Tu lại khiến Lam Hà thêm một phen khiếp sợ. Đoán bậy mà chúng luôn, Lam Hà câm nín, Lam khê các, kiếm khách mà tôi biết chỉ có ba người, tên Dương Quấn Liễu Rủ có vẻ không giống một tên am hiểu việc nằm vùng lắm. Diệp Tu nói, là Thùy Dương Quấn Bờ, Lam Hà sửa lại tên cho đúng, rồi cảm thấy tò mò. Thế người nữa là ai? Hoàng Thiếu Thiên, được rồi, Lam Hà đổ mồ hôi, anh chàng này tất nhiên càng không thể chạy tới đây làm nằm vùng tôi hỏi cậu làm trò gì thế có kẻ nào nằm vùng thiếu chuyên nghiệp như cậu ư diệp tu lên tiếng trách dậy. lam hà lệ rơi đầy mặt cuộc trò chuyện này kỳ cục quá đi chính cậu còn không biết phải trả lời thế nào bại lộ hết rồi cậu còn ở lại trong công hội tụi tôi làm chi diệp tu lại hỏi tiếp rảnh rỗi sinh nông nỗi lam hà trả lời buồn chán hả tôi tìm chuyện cho cậu làm hén diệp tu nói chuyện gì lam hà hỏi giúp tôi quản lý công hội chút đi diệp tu đáp hóa đá, trong nháy mắt đã hóa đá rồi. Lam Hà tự véo mình một cái đau điếng, đây đích thực đâu phải đang mơ. Tiếp đó mở bảng tin ra coi kỹ lần nữa, xem có phải mình hoa mắt không. Rồi lại mở phần mềm diệt virus lên quét một lượt, xác định máy tính không dính phải virus độc hại gì. Sau đó, cậu lại hóa đá thêm lần nữa, không hiểu nổi đây là ý tứ quái quỷ gì. Đâu rồi đâu rồi, Diệp Tu còn đang dục rã, tôi giúp anh quản lý công hội. Lam Hà hỏi lại, đúng đó, tại sao chớ? Lam Hà cực kỳ tò mò vấn đề này, thì cậu buồn chán mà. Câu trả lời của Diệp Tu khiến Lam Hà muốn đập đầu vào tường. Không phải là cái đó. Lam Hà gõ chữ cực nhanh, anh rất rõ trường hợp của tôi, mà còn muốn tôi giúp anh quản lý trông hội. Đúng đó, Diệp Tu đáp, cái gì đúng chứ, anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả? Cậu coi nè, Diệp Tu bắt đầu phân tích tình hình giúp Lam Hà, công hội tụi tôi mới thành lập, tất cả đều là ma mới, nhiều vấn đề cơ bản còn chưa hiểu rõ, cần lắm một tay lão luyện có kinh nghiệm phong phú như cậu đến cứu vất họ. Tôi là nằm vùng đó, Lam Hà nhấn mạnh, câu trả lời kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, Lam Hà cảm thấy bản thân e rằng đã trở thành tay nằm vùng khó hiểu nhất trong lịch sử vinh quang. Ừ, nhưng ít ra cậu là một em nằm vùng đã bị phát hiện. Diệp Tu nói, Lam Hà ngạc nhiên, đến đây, cậu chợt hiểu ra chút tâm tư của vị đại thần này. Đây, hình như là cảm giác kỳ lạ khi bị ngửa bài ấy. chương 359, Bảo Mẫu Lam Hà Lam Hà lại đứng hình, phải mất một lúc lâu cậu mới trả lời, tại sao tôi phải quản lý công hội giúp anh? Thì cậu đang chán mà, câu chuyện lại quay về lối cũ, Lam Hà phát pháo lên. Tình huống này cũng thật quái thai, cậu mà nói ra ngoài có khi còn bị người ta chửi là điên ấy chứ. Một kẻ nằm vùng thiếu chuyên nghiệp như cậu, một kẻ nằm vùng đã mất hết niềm tin, một kẻ nằm vùng bị đối phương đào sới tận gốc rễ, vậy mà được người ta giao cho trọng trách cao cả. Nếu không phải đã biết đối phương là đại thần cỡ bự, còn cậu chỉ thuộc hạng thép siêu thì Lam Hà thật nghi ngờ phải chăng đang có một âm mưu to lớn xoay quanh mình hay không thực ra cũng không nhiều việc lắm đâu Diệp Tu gửi tin sang bảo cậu nhìn kênh công hội mà xem đàn gà này có những vấn đề gà đến khó đỡ tôi xem rồi thật ra Lam Hà không hề để ý kênh công hội mãi đến khi Diệp Tu bảo mở rồi mới thấy cả màn hình trải đầy những cuộc bàn luận trông rất khảo lúc đầu Diệp Tu còn cố gắng sửa sai hai tiếng liền nhưng cứ động đến vấn đề nào là đám gà lại phát huy lối suy nghĩ gà đến đó làm mới chi thức đầy tiêu chuẩn và chính xác của diệp tu cũng bị virus gà ăn mòn dẫn dắt một đám như thế thực chất chả phải người lãnh đạo nữa mà trở thành một bảo mẫu luôn rồi về phương diện này thì lam hà chắc chắn là một kẻ dày dặn kinh nghiệm đây chính là công việc mà đám hội trưởng của công hội lớn đến khu mới khai hoang hay làm chẳng qua lúc khai hoang thì người ta dắt thêm nhiều trợ thủ không đến mức người đông mà thiếu hụt cao thủ cốt cán như hưng hân à không cao thủ cốt cán thì có đấy nhưng để siêu cấp đại thần như Diệp Thu chỉ dẫn một đàn gà, Lam Hà cũng thấy hơi quá. Nhưng 500 em gà lận đấy, chỉ nghĩ đến việc phải chỉ huy một đống đó, Lam Hà đã thấy dùng mình ớn lạnh. Rồi cậu chàng lại nhanh chóng đập đầu mình, tự dưng cậu lại đâm đầu suy nghĩ việc này làm gì chứ. Cậu là hội trưởng Lam khê các khu 10 cơ mà, chạy đến công hội nhà người ta làm bảo mẫu còn ra thể thống gì. Lam Hà vừa nghĩ vừa cẩn thận dòm trước ngó sau, cậu đang kề vai chiến đấu cùng đồng nghiệp, không thể để họ biết chuyện kinh dị này được. Ấy thế mà quân Mạc Tiếu vẫn không ngừng gửi tin, từng cái từng một, trật tự rõ ràng, cho Lam Hà thấy rõ công tác tiếp theo phải triển khai thế nào, phân công nhiệm vụ ra sao. Ế, tôi còn chưa đồng ý giúp anh đâu. Lam Hà đáp trả, ấy không sao, nghe chút cũng có lợi, nó có thể giúp cậu quản lý Lam Khê các đó. Diệp Tu nói, một người hai ơ cao, quản lý hai công hội, có khi cậu chính là người đầu tiên trong lịch sử đấy. Diệp Tu lại bồi thêm một cú, lam hà cũng mường tượng ngay cảnh tượng trên sau đó lại kịp thời sực tỉnh gì vậy nè sao cứ như kiểu cậu đồng ý với tên kia rồi lam khê các trả cậu bao nhiêu một tháng diệp tu lại hỏi vấn đề tiền nong tương đối nhạy cảm nhưng quả thực không thể không đề cập tới những người như lam hà chính là game thủ chuyên nghiệp trong truyền thuyết có mức thu nhập ổn định hơn người chơi thường cũng đồng thời là nhân viên của câu lạc bộ lam vũ chẳng qua nơi làm việc lại là thế giới ảo tất cả phụ thuộc vào việc vinh quang phát triển ngày một lớn mạnh bao gồm các giải đấu chuyên nghiệp và những công hội mang tính chất chuyên nghiệp. Ngoài ra, giống với các công hội chuyên nghiệp dưới trướng câu lạc bộ như họ, còn có những công hội không phụ thuộc vào câu lạc bộ, nhưng tự chung thì đều mang tính chất chuyên nghiệp. Nói cách khác, đám kia cũng có phòng làm việc đoàn hoàng, chẳng qua là trong vinh quang mà thôi, đây là hình thức công hội tồn tại. Cây thuê, mua bán vật phẩm ảo, mua bán nguyên liệu, vân vân và vân vân, tất cả đều trong phạm vi kinh doanh của đám kia. Nếu so sánh, Công hội có câu lạc bộ không bao chọn đủ loại nghiệp vụ như các công hội trên, mà những người nhận lương từ câu lạc bộ thực tế cũng chỉ có những nhân vật cốt cán tầng lớp trên. Còn số khác thì do fan đóng góp, người hâm mộ thích dùng cách này để cống hiến chút gì cho chiến đội mà mình yêu thích. Lam Hà là một trong năm đại cao thủ đứng đầu Lam Khê các, lại là hội trưởng đi khai hoang khu mới. Diệp Tu thừa hiểu người như thế nhất định sẽ ăn lương của câu lạc bộ Lam Vũ, cụ thể là bao nhiêu, Diệp Tu cũng biết sơ sơ. Tuy rằng câu lạc bộ cũng có lớn có nhỏ, nhưng tổng thể thì không tranh nhau quá nhiều. Chính Lam Hà cũng không ngờ Diệp Tu sẽ hỏi chuyện này, nhưng nhờ vậy mà cậu có thể đoán được dã tâm của đối phương. Chỉ có quyết tâm thành lập chiến đội mới dùng cách này để củng cố nhân viên công tác lớp trên của mình. Kết quả chẳng đợi cậu trả lời, Diệp Tu đã gửi tin, không quan trọng bao nhiêu, dù sao giờ tuổi này cũng không có, cậu cứ làm đi, sau có cơ hội sẽ trả một cục cho. Lam Hà hộc máu, đắn đo nửa ngày hóa ra vẫn là lao động công ích à, Chẳng qua lời hứa hẹn của Diệp Tu, Lam Hà vẫn rất tin tưởng. Tuy có đôi khi hắn làm người ta phải nghiến răng không nói được gì, nhưng Lam Hà vẫn thấy hắn là người rất đáng tin. Tạm thời thế đã nhỉ, còn gì khác không? Diệp Tu lại hỏi, "Nè, tôi chưa đồng ý cái gì đâu." Lam Hà vùng vẫy, "Khách sáo cái gì, ai bảo khách sáo, tôi là hội trưởng Lam Khê các khu người đó, làm quái gì có thời gian đi quản lý cho công hội nhà anh?" Lam Hà nói thế sao cậu em vẫn rảnh hơi lóc ớt nhỏ đến công hội tụi anh bách bộ hả? Diệp Tu vặn vẹo, sau đó lại bổ sung, lại còn bại lộ thân phận nữa chớ. Lam Hà cứng lưỡi, quả thật bây giờ cậu không có tâm trạng đi quản lý công hội, thậm chí còn tỏ rõ thái độ với Xuân Dịch Lão. Còn về thái độ bên phía câu lạc bộ sau đó thế nào, cậu chưa rảnh quan tâm. Dù sao, cậu cũng không phải dạng fan cố phấn đấu vì lòng nhiệt tình, muốn làm thì làm, muốn đi thì đi. Vì tiền cậu mới tận tâm tận sức giờ đột nhiên nói câu đó cho xuân dịch lão tuy chưa đến mức từ chức nhưng lam hà thấy mệt mỏi thật sự tạm thời chả thiết quản lý hay điều hành gì nữa ai ngờ chưa lười được hai tiếng đã bị quân mạc tiếu đổ cho cả mớ việc còn rất chi là chân thành giao trọng trách quản lý hưng hân cho thậm chí còn cho cậu cả cái quyền đá người chơi ra khỏi công hội việc này lam hà thật chả biết phải giải quyết ra sao cậu trông kìa hai con gà đó lại cãi nhau mà chả đứa nào nói đúng diệp tu lại gọi lam hà mở kênh công hội ra thấy hai pháp sư nguyên tố đang thảo luận cách biêu điểm, ai cũng cố chấp cho rằng mình đúng, nhưng kết quả đều sai bét nhẹ. Về độ hiểu biết thì Lam Hà không thể bằng Diệp Tu, lại càng không thể tinh thông toàn bộ các nghề như Diệp Tu được, nhưng giáo dục những chú gà mờ chả có tẹo kiến thức căn bản nào thì vẫn thừa. Lam Hà nhìn mấy cái, rốt cuộc không thể chịu nổi mà lôi hai em nó ra dạy bảo. Hai em nhi đồng thấy bóng dưng có người tên tuyệt sắc sắp vô, lại không phải hội trưởng, còn cho là một chú gà khác nhảy vào thảo luận kết quả người ta nói cả hai đều sai hết, chẳng phục tí nào. Đến khi trông level thì nhóng cái ngoan liền, trò chơi mà, cấp cao chưa chắc là cao thủ, nhưng ma mới vẫn luôn đinh ninh như thế. Lam Hà đã bắt đầu thì không dừng lại được, bắt đầu tổ chức các thành viên online đi cày phó bản làm nhiệm vụ, phân công gọn gàng đâu vào đấy. Hiển nhiên bắt tay vào những việc cụ thể, Lam Hà hơn hẳn Diệp Tu nhiều. Diệp Tu quản lý công hội từ trước khi hắn bước thân vào giới chuyên nghiệp, Bao nhiêu năm không động tay vào những chi tiết nhỏ nhặt đó. Ai đấy? Tô Mộc Tranh và Đường Nhu tò mò hỏi, Trần Quả không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên đi ngả lưng rồi. Lam Hà, hội trưởng khu 10 của Lam Khê Các, Diệp Tu trả lời hai cô, cả hai nghe xong đều khó hiểu, sao người của Lam Khê Các lại giúp chúng ta quản lý công hội? Tô Mộc Tranh hỏi, cậu ta là hội trưởng nhưng chả hiểu sao lại chạy sang chỗ tụi mình làm mật thám. Vừa bị anh bắt được, dù sao cũng biết rõ nhau nên cho làm thử em coi, giải quyết êm xuôi, giỏi hơn anh nhiều. Diệp Tu nhìn Lam Hà vừa ra tay, kênh công hội đã đâu vào đấy, tài năng đó làm hắn mặc cảm ghê lắm. Anh dụ dỗ người ta đó à? Tô Mộc Tranh hỏi, còn chưa, nhưng anh đoán cậu ta có tâm sự. Danh danh một hội trưởng lại chạy đi nằm vùng đã rất bất thường rồi, mà khi đám đứa kia rút hết, riêng cậu ta vẫn ở lại. Nãy anh gọi đi PK cũng không thấy cậu ta giấu giếm, vừa hỏi đã nhận luôn, giờ cứ thử xem thế nào đã rồi tính tiếp. Diệp Tu trả lời, a a đúng lúc này Diệp Tu lại nhận được tin của Lam Hà. Sao thế, anh cho tôi cái danh hiệu bảo mẫu số 1 là cái quái gì vậy, xóa, xóa ngay Lam Hà đang bận rộn chỉ đạo trên kênh công hội thì đột nhiên thấy trên đỉnh đầu nhân vật của mình lù lù danh hiệu bảo mẫu số 1 công hội hưng hân. Mỗi thành viên công hội đều được mặc định là thành viên công hội XX, hai chữ thành viên có thể được sửa bởi người có quyền chỉnh sửa thiết lập trong công hội, khá nhiều cao thủ công hội đều tự đặt cho mình danh hiệu thật kêu. Lam Hà cũng bị Diệp Tu đặt là bảo mẫu số 1, dù đúng đấy, nhưng cậu không hề thích điều này. Hề, không thích à, thế đặt là gì? Diệp Tu hỏi, không cần gì cả, cứ để mặc định là được. Lam Hà thích làm bình dân hơn. Ờ, Diệp Tu cũng không cho cậu, lập tức đổi về danh hiệu thường. Lam Hà lại cắm đầu làm việc trên kênh công hội. Ban đầu vất vả chút, qua mấy bữa sẽ có thêm người đến phụ cậu một tay. Diệp Tu nói với Lam Hà, mấy ngày, Lam Hà khó hiểu, chắc năm ngày. Diệp Tu trả lời, 5 ngày, ra vậy, bảo sao anh yên tâm để tôi làm, hóa ra chỉ là bát tam 5 ngày. Lam Hà đáp, đâu có, chỉ cần cậu bằng lòng, cậu có thể làm tiếp mà. Diệp Tu trả lời, mươi 360, vững bước phát triển, 5 ngày, nghe thấy số ngày, Lam Hà lập tức có phản ứng. Hiện tại những người chơi có level cao hầu hết đã ghi nhập công hội, nhất là những tay lão làng hiểu rõ tầm quan trọng của lực thủ hộ, thông thường đều gia nhập công hội từ rất sớm. Nhưng công hội của quân Mạc Tiếu từng bừng thành lập, trong số họ nhất định sẽ có người động tâm, có điều muốn cũng chưa thể vào ngay được, ít nhất phải đợi hết 5 ngày sau khi rời khỏi công hội cũ đã. Thế thì sau 5 ngày, công hội Hưng Hân sẽ nhận vào những em có thể dùng được. Đến lúc đó e là nằm vùng cũng không còn là chuyện của mình cậu. Lúc đấy, có khi là thời cơ tốt để nội ứng trà trộn vào. Suy nghĩ của Lam Hà rất nhiều, nhưng khi nhận được dòng tin nhắn chỉ cần cậu bằng lòng, cậu có thể làm tiếp của Diệp Tu thì chợt giật mình đại thần Diệp Thu thật sự không đề phòng mình ư, Lam Hà cảm thấy mờ mịt, cậu có cần phải đề phòng hay không chính cậu cũng không biết, bởi cậu còn chẳng thể hiểu nổi lòng mình lúc này. U U cà cà chấp nhận sự nhờ vả từ Diệp Thu, lúc bận rộn trên kênh công hội cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần làm theo ý Diệp Thu. Nhưng nếu là lúc bình thường, liệu mình có lợi dụng sự tin tưởng hiện tại để do thám hay không? Lam Hà ngơ ngẩn, cậu thấy mình như đứng trước một ngã ba đường, rẽ trái hay rẽ phải, có lẽ đã đến lúc phải lựa chọn. Một người hai ức, quản lý hai công hội, Lam Hà bỗng nhớ tới lời Diệp Tu nói khi trước, đó cũng chỉ là câu nói đùa. Người chơi bình thường còn có thể làm ba cái trò này, nhưng lại là cậu, trên danh nghĩa là game thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ Lam Vũ, ăn lương của câu lạc bộ, sao có thể làm việc cho nhà khác. Quên đi, không nhất thiết phải nghĩ nhiều như vậy, cứ qua năm ngày này rồi tính sau. Cuối cùng Lam Hà đành lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục thành thật lao đầu vào công việc trên kênh công hội. Năm ngày nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn trong vinh quang năm ngày đã đủ cho nhiều kỷ lục phó bản mới ghi lên mà đây lại chính là thứ tất cả các công hội đều quan tâm nhất là sau khi công hội hưng hân của quân mạc tiếu thành lập mới thử tính toán sơ sơ đã có nhiều vị hội trưởng từ trong cơn ác mộng bàng hoàng tỉnh giấc nghe đồn sau khi thức dậy trong mắt đều ngập tràn những kỷ lục đáng sợ của hưng hân nhưng sau đó cục diện khiến dân tình lo ngại ấy lại chẳng hề phát sinh năm ngày trôi qua người chơi lại tăng thêm một cấp nhưng Hưng Hân vẫn chưa thấy thành tích gì trên bảng kỷ lục. Thậm chí có những người chơi hóng hớt đặt kỳ vọng vào Hưng Hân, sau 5 ngày dần dần thất vọng. 5 ngày, kỷ lục mà công hội Hưng Hân để lại trong mắt người chơi chính là khiến công hội tăng từ cấp 5 lên cấp 12. Với một công hội luôn bảo trì lượng người đứng đầu, tốc độ tăng cấp này quả thực không có gì quá đáng. Có điều sau khi lên cấp 10, người gia nhập Hưng Hân cũng dần mất đi sự nhiệt tình. Quan trọng nhất là, công hội Hưng Hân đã lên cấp 12, lại chưa hề khiêu chiến ma thần thủ hộ cấp 2 vào lúc vừa lên 10. Trông thì khí thế lại chẳng lộ chút bản lĩnh nào, bên ngoài đã bàn luận không ít rồi, mà các công hội hàng đầu như mưu đổ bá đạo thì đang nghiến chặt răng. Lên cấp 10 mà còn không đánh ma thần thủ hộ, chắc hẳn không phải vì thực lực của hưng hân không đủ đâu nhỉ. Mà hồi cấp 5 lại có thể đánh, chẳng lẽ quả thực nhờ vào những em nằm vùng do họ phái đi ư? Suy nghĩ đến đây, đám hội trưởng của các công hội lớn chỉ muốn đập người. Hiện tại, đây chính là thời cơ tốt để đưa nằm vùng vào. Năm ngày, những người vì gia nhập hưng hân mà rút khỏi công hội đã có thể gia nhập rồi. Công hội nào cũng chắc như bắp tin này, bởi trong chính công hội lớn như họ, không thiếu những người chơi như thế. Dẫn đầu là Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo, hai công hội trên từng bị quân Mạc Tiếu trả đạp một cách độc ác, trong hội đã có không ít người nghi ngờ công hội. Những người mới chơi vinh quang như họ chưa hình thành lòng trung thành của một fan hâm mộ nhìn thấy quân mạc tiếu trông lợi hại hơn công hội mình cũng thành lập công hội tức thì nhiều em ôm tâm tư đào ngũ nhanh chóng phắn hết cả lũ lúc đang bàn nhau xem có nên đi nằm vùng tiếp không mỗi công hội lớn không hẹn mà cùng nghĩ tới số thành viên lui hội trong nhà mình gần đây ai cũng cảm thấy buồn bực không thôi nằm vùng tất nhiên vẫn phải phái đi trái lại lần này không có công hội lớn nào xoắn suýt chuyện nằm vùng nhà mình có trở thành trợ thủ miễn phí cho người ta không hiện tại dù không có đám nằm vùng nhà họ người ta cũng có thể lập nên một đoàn đội 20 người cấp cao. Phía công hội hưng hân, đợt người mới ồ ạt ùa vào có thể nói là mang lợi ích tương lai hơn hẳn nhóm năm ngày trước. Người ghi nhập bây giờ không ít kẻ là thành viên rút khỏi các công hội khác. Mà chuyện sau cấp 10 không đánh lực thủ hộ khiến những người gia nhập hưng hân không hào hứng mấy cũng là sự thật. Nhưng sau khi công hội hưng hân lên cấp 10, lượng bang chúng tăng chậm cũng không phải vì lý do đó. Cho dù nhiệt tình của người chơi tan hết, nhưng với số lượng người ở khu 10, Muốn duy trì mỗi lần lên cấp đủ trăm em cũng không phải việc khó. Hiện tại trong danh sách xin gia nhập Hưng Hân vẫn còn một lượng người chơi rất lớn. Số người tăng chậm hoàn toàn là do Diệp Tu cố ý kìm lại để dành chỗ cho những người chơi còn đang chờ qua hạn 5 ngày. Vì muốn gia nhập Hưng Hân mà không ngại rời công hội cũ, hơn nữa còn có một phần là những người chơi từ các công hội lớn, những người này rất chi là nhiệt tình. Nhóm 4 người điền thất, Nguyệt Trung Nguyên theo chân họ mà chuyển từ công hội Nguyệt Luân sang, thuận tiện còn kéo thêm vài đứa bạn tốt trong hội tất cả chưa chắc là cao thủ, song tuyệt đối là những tay lão luyện trong vinh quang. Cấp bậc của họ không cao, có điều Diệp Tu lại rất hoan nghênh họ. Bởi họ là người chơi lâu năm, cấp bậc ngang bằng với nhóm cấp phổ biến. Cùng lúc tăng cấp với những em ma mới có thể trợ giúp được rất nhiều chuyện. Còn những nhân vật có cấp bậc như quân mạc tiếu của Diệp Tu lại cao hơn đám ma mới vài cấp. Bảo những anh cấp cao dẫn mấy bé cấp thấp đi đánh phó bản cùi, một lần hai lần thì được, một ngày hai ngày còn tạm tạm, kéo quá lâu thì không ai tình nguyện cả tay lão luyện có cấp bậc phù hợp như bọn điền thất lại vừa hay gánh vác được trọng trách ấy. Họ hòa mình vào đám ma mới, đảm đương trước chỉ huy, thì sẽ tiện hơn chuyện đám ma mới xem hướng dẫn rồi mò mẫm trong phó bản nhiều. Tuy nhiên, người vất vả nhất trong năm ngày qua chính là Lam Hà. Diệp Tu gần như không nhìn thấy ớt chính của Lam Hà đăng nhập, mỗi ngày chỉ thấy cậu ta cầm clone tuyệt sắc của mình xử lý toàn bộ chuyện trong công hội hưng hân. Cậu quản lý có kinh nghiệm phong phú này nhanh chóng khiến gần ngàn người chơi không mấy hiểu biết về giá trị của công hội nhận ra chỗ tốt của nó. Luyện cấp có tổ chức, đánh bản có tổ chức, cùng nhau làm nhiệm vụ có tổ chức, đó đều là những biện pháp tốt để nâng cao hiệu suất, hạ thấp độ khó khi chiến đấu. Nhưng em đã quen chơi trọi cảm nhận được lợi ích mà đoàn đội mang đến, sự hào cảm với công hội cũng vì vậy mà không ngừng tăng cao. Công hội cấp 12, số lượng người tối đa là 1.200, cuối cùng công hội hưng hân đầy người sau 6 ngày thành lập rồi sau đó diệp tu lập tức khóa yêu cầu xin vào hội sao thế trần quả không hiểu thao tác đấy của diệp tu mấy ngày nay cô còn quan tâm tới chuyện xây dựng công hội hưng hân hơn cả diệp tu mỗi ngày chơi game đều dành nửa thời gian để liếc mắt sang cửa sổ trò chơi của diệp tu người cũng đủ rồi diệp tu nói danh sách còn dài lắm đó trần quả bảo diệp tu chỉ lắc đầu đủ rồi tụi mình chỉ là công hội của người chơi thường Người chơi sẽ không có lòng trung thành mạnh mẽ với ta như các công hội dưới trướng câu lạc bộ. Phát triển không thể quá nhanh, nhân số bây giờ đã hơi quá rồi, nếu không có kẻ quản lý kinh nghiệm đầy mình như Lam Hà, quả thực chẳng biết sẽ rối loạn thế nào đâu. Có nói quá không đó? Trần quả lại không nghĩ thế, cô cảm thấy mừng rỡ khi nhìn thấy công hội Hưng Hân phát triển liên tục. Trong suy nghĩ của cô, Hưng Hân thêm đầy 10.000 người chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc trải qua khiêu chiến thần chi lĩnh vực xong, 10.000 người xông thẳng vào đấy đó sẽ là cảnh tượng hoành tráng thế nào. Cô vẫn ôm lòng mong chờ như vậy, ai dè Diệp Tu lại bất chợt bế quan tỏa cảng vào lúc này. Chị chơi game lâu rồi, hẳn đã nhìn quen cảnh nhiều công hội sụp đổ rồi nhỉ. Diệp Tu nói xong, có nguyên nhân cả mà, nếu tụi mình không kiểm soát nó, ắt sẽ xuất hiện nguyên nhân giống thế. Diệp Tu nói, vậy tụi mình phải làm gì? Quy mô hiện còn đang nằm trong tầm kiểm soát, cứ tích lũy dần từ mức độ này đi, đợi chiến đội tụi mình chính thức thành lập, tham gia vài trận đấu, đến khi thắng được chút tiếng tăm, tính chất của công hội tụi mình sẽ dần khác trước. Diệp Tu bảo, ừ, Trần Quả gật gật đầu, không cái gì nữa, về mặt này, cô quả thực chưa đủ trình để thảo luận cùng Diệp Tu. Thế giờ sao, Trần Quả lập tức quan tâm, đánh xong ma thần thủ hộ trước đã, Diệp Tu vừa dứt lời đã bắt đầu kéo đại người, hôm nay quả thực rước thêm không ít người chơi cấp cao vào. Trong cái đám này chắc chắn có gián điệp của các công hội lớn nhỉ. Trần Quả bảo, chuẩn, cơ mà chẳng sao, ấy là chuyện không tránh khỏi rồi. Diệp Tu bâng cua đáp, nhanh chóng kéo đủ đội khiêu chiến 20 người. Trong kênh tán gẫu, sau màn bảo ban đi đâu làm gì, chẳng ai có ý kiến gì khác. Lực thủ hộ là thứ mà người người đều muốn có mà. Có sự khống chế thù hận mạnh mẽ của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, cuộc chiến khó khăn quấy dày người chơi lâu nay cũng trở nên cực kỳ dễ dàng. Mà lần này rõ ràng không phải tất cả đều là dân nằm vùng, ai cũng nghe theo chỉ huy, cố gắng hết sức. Ma thần thủ hộ cấp 2 trông có vẻ yếu hơn ma thần thủ hộ cấp 1, bị đánh bại nhanh hơn nhiều. Thật ra, thực lực của hai con ma thần tranh nhau một cấp cũng không quá cách biệt. Mức thực lực của ma thần thủ hộ dừng ở mỗi năm cấp. Vào thời điểm cấp 5, 10, 15 hay 20, ma thần thủ hộ mới khó ăn nhất. Chương 361, thiếu nhân vật, đánh bại ma thần thủ hộ cấp 2, dĩ nhiên sẽ có lực thủ hộ cấp 2. Những người chơi đang online trong công hội đều mừng rỡ mọi người gửi biểu cảm chúc mừng dồn dập trong kênh tuyệt sắc của lam hà cũng là một trong những nhân vật tham dự khiêu chiến ma thần thủ hộ lúc này thấy cảnh tượng mừng rỡ của hưng hân trên kênh công hội đột nhiên cậu cảm thấy rất thành công ở lam khê các cậu đã không cảm nhận được cảm giác ấy từ rất lâu ở nơi đó cậu chỉ thực hiện nhiệm vụ một cách máy móc số lượng người mới của công hội mức độ hài lòng với công hội tựa như một bản báo cáo kết quả cứng nhắc cậu đã lâu không cùng những người mới của công hội chia sẻ niềm vui đơn giản này cậu luôn qua lại ở khu cấp cao ngày ngày ghi chép quá trình phá bản cấp cao cùng một đám cáo giả khi ở cùng những tay già đời ấy niềm vui trong game dần trở nên đơn điệu mọi người vất vả rồi đoàn đội vừa đánh xong ma thần thủ hộ quân mạc tiếu lên tiếng mọi người đều trả lời khách sáo trong công hội có thể có ớt clone của những công hội khác nằm vùng lam hà thầm nghĩ suốt năm ngày nay dù không đăng nhập tài khoản lam hà nhưng cậu vẫn nắm rõ mọi chuyện ở lam khê các Bên cạnh cậu còn có những người khác, đó đều là những nhân vật ngoan ngoãn tuân theo Lam Hà. Tuy khó hiểu trước hành động của Lam Hà, mọi người cũng không hỏi nhiều. Có chuyện gì vẫn xin chỉ thị từ cậu như cũ, sau đó bố trí hành động. Năm ngày cũng chẳng xảy ra việc gì quá hệ trọng, có cần phái thêm clone xâm nhập Hưng Hân không, việc này đã do Xuân Dịch lão đích thân ra tay, không còn người chạy tới hỏi Lam Hà nữa. Mà nhân vật mới tuyệt sắc của cậu, địa vị ở công hội Hưng Hân trong năm ngày qua không phải dạng vừa đâu ngoại trừ quân mạc tiếu siêu nổi tiếng cậu có thể được xem như nhân vật ai ai cũng biết thứ hai trong công hội công hội hơn ngàn người được lam hà xử lý trật tự rõ ràng dù là luyện cấp khu hoang dã hay đánh phó bản kể cả làm nhiệm vụ công hội hưng hân dần tổ chức có hiệu quả mà công hội hưng hân phát triển cực nhanh ngay cả một người xuất thân từ công hội có câu lạc bộ như lam hà cũng cảm thấy không thích ứng kịp nói chung mỗi khi tăng một cấp là có thể lập tức tăng đầy cả trăm người Danh tiếng của các công hội dưới trướng câu lạc bộ phụ thuộc vào những tay lão làng yêu vinh quang tha thiết, mọi người có riêng đội tuyển và tuyển thủ mà mình yêu thích, đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi nên ủng hộ luôn cả công hội. Đừng cho rằng công hội của câu lạc bộ cũng tuân theo mặc định trò chơi, thành viên chỉ tối đa 10.000 người. Tại một nơi tập trung những tay lão luyện như thần chi lĩnh vực, có khi còn có những công hội do fan tự thành lập hoặc dưới trướng lam khê các. Họ đều là fan của chiến đội Lam Vũ, cứ thế mà thuận tiện tụ tập lại trong game. Thực tế thì Hành động tụ hội ấy phụ thuộc vào sự tồn tại của chiến đội, vốn dĩ không cần thứ như công hội. Chẳng qua, người hâm mộ lại là tài nguyên vô cùng cần thiết của câu lạc bộ. Một trò chơi kết hợp chung với thi đấu eSports như vinh quang, ắt sẽ có một phương thức thuận tiện gom góp nhóm fan lại cùng một chỗ. Loại ưu thế này, công hội bình thường tuyệt đối không có. Mà công hội Hưng Hân hiện tại vẫn chỉ là một công hội của người chơi thường, dù người lãnh đạo là đại thần Diệp Thu, nhưng thân phận không hoàn toàn phơi bày ra ánh sáng. Huống chi ở một khu mới, loại thân phận này giống như tiếng tăm của câu lạc bộ, không có tác dụng gì quá lớn. Người mới chỉ vừa tiếp xúc với vinh quang, chiến đội, tuyển thủ, họ cũng mới hiểu sơ sơ, chưa nhanh đến mức có thể nảy sinh được bao nhiêu tình cảm. Công hội hưng hân có thể bành trướng nhanh đến vậy, hoàn toàn dựa vào danh tiếng cá nhân của quân Mạc Tiếu, đó cũng là do dẫm đạp lên danh tiếng của các công hội khác mới có. Nhưng loại danh tiếng ấy không thể so sánh với độ trung thành của fan chiến đội. Nếu cứ tiếp tục phát triển quá mức như vậy, dù là một công hội do người nổi tiếng gây dựng, Lam Hà cũng không quá xem trọng. Cậu vốn định nhắc nhở Quân Mạc Tiếu, kết quả sau khi công hội lên cấp 10, số người tăng thêm dần chậm lại. Giờ đã lên cấp 12, 5 ngày trôi qua, sau khi một nhóm người vừa gia nhập, Lam Hà nhìn thấy công hội đóng hẳn đăng ký nhập hội. Lam Hà thầm đập đầu của mình, mấy thứ đó còn cần cậu nhắc sao? Sao việc quản lý công hội cho cậu, vậy chưa chắc là người ta không biết gì, người ta chỉ không có thời gian mà thôi phương hướng phát triển mai sau của công hội, vị đại thần 10 năm kinh nghiệm này, quả nhiên không phạm chút sai lầm. Nhưng năm ngày cũng hết rồi, bản thân không thể trà trộn mãi ở hưng hân được, có lẽ cần phải. Lam Hà đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhận được tin nhắn, tiện tay mở ra. Lão Lam ơi tin từ quân Mạc Tiếu, tôi nhỏ hơn ông mà ông nội. Lam Hà học máu, toàn bộ vinh quang đều biết tuổi nghề của Diệp Thu, bản thân mình còn chưa già như hắn, tại sao lại thành Lão Lam rồi? À, Tiểu Lam ơi tin trả lời sửa lại xưng hô, nhưng Lam Hà vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cơ mà lần trả lời này cậu nhịn được, không so đo nữa. Giới thiệu vài người cho cậu, Diệp Tu gửi danh sách gồm bốn người bạn cũ điền thất, Nguyệt Trung Nguyên, Thiền Sinh Ly, Mộ Vân Thâm và bốn người theo chân họ từ công hội Nguyệt Luân cho Lam Hà. Chỉ vậy, Lam Hà hỏi, những người này không phải người mới, đẳng cấp cũng không cao, vừa hay có thể chơi cùng mấy bé ma mới, cậu xem sắp xếp thế nào. Diệp Tu trả lời tôi, tôi còn cả đống việc lớn bên Lam Khê Các đấy. Lam Hà nhịn không được, tuy gần đây Lam Khê Các không có việc gì lớn, nhưng ông nội này cứ tự nhiên sai bảo mình là thế nào hả? Ông đây là dân nằm vùng đó. À, vậy cậu xử lý xong thì sang đây sắp xếp sau. Diệp Tu trả lời, Lam Hà thiếu chút nữa đột quỵ, bản thân chẳng biết đáp lại sao nữa. Kết quả đối phương gửi thêm một tin nữa, tôi đề nghị cậu dùng hai máy, đăng nhập hai ớt, thế nào, có điều kiện không? Ngoại trừ dấu chấm câu, Lam Hà thật sự không biết nên đáp thế nào. Sau đó là tin nhắn từ hệ thống, Lam Hà mở ra xem, vừa đủ 8 yêu cầu thêm bạn tốt từ những người trong danh sách mà Diệp Tu gửi, hiển nhiên Diệp Tu đã nói trước với đám người kia rồi. Lam Hà im lặng rồi đành chấp nhận, mọi người đều là người chơi cũ, Trung Quy cũng biết điều mình cần làm, sau hai ba câu chào hỏi, liền đi thẳng vào vấn đề. Lam Hà phải sắp xếp đám người trong công hội suốt năm ngày nay, tám tên già đời này phải bố trí thế nào, không ai rõ ràng hơn cậu sau khi biết giờ rất sinh hoạt nghỉ ngơi của họ, cậu nhanh chóng tìm cho 8 người những vị trí thích hợp. Về tác dụng của 8 người này, Lam Hà và Diệp Tu đều hiểu rõ, tính chất cơ bản cũng hệt như cậu, là bảo mẫu của đám người mới. Nếu công hội có quy mô nhỏ lại chút, chỉ vài người thôi cũng có thể quản được, nhưng công hội hưng hân phát triển thật đáng sợ, mới 5 ngày mà đã 1.200 thành viên. Trước vẫn là Lam Hà một mình bận rộn đủ chuyện, hiện tại có thêm 8 người, hơn nữa đẳng cấp lại phù hợp, sau khi Lam Hà sắp xếp cho 8 người, trong lòng cũng hớn hở vô cùng. Số lượng người mới gia nhập rất nhiều, chắc không chỉ có nhiều đây tay lão luyện đâu há. Lam Hà cũng hiểu được suy nghĩ của Diệp Tu, sau khi tăng lên cấp 10, công hội đột nhiên không qua đại người nữa, cũng không đóng hẳn đăng ký nhập hội, cậu biết hắn đang đợi những người đã rút khỏi công hội cũ và chuẩn bị đổi hội năm ngày trước. Mà đẳng cấp của nhóm người ấy chắc chắn rất cao, Lam Hà xem qua danh sách công hội, cậu thậm chí nhìn thấy vài cái tên quen quen trong đám người đấy, đó là những kẻ rời khỏi lam khê các đầu quân cho công hội hưng hân lam hà không biết nên dùng tâm tình gì để chú ý chúng ừ hẳn là rất nhiều cậu cứ từ từ mài mò cách tổ chức đi há diệp tu trả lời lam hà thực sự chỉ có thể gửi dấu chấm câu với cái tên phủi tay mặc kệ mọi chuyện kia cậu chẳng còn tức giận gì nổi nữa anh có chuẩn bị khiêu chiến kỷ lục phó bản không lam hà thẳng thắn đổi đề tài thành thật mà nói vấn đề này chính là nguyên nhân mà các công hội lớn căm thù công hội hưng hân theo lẽ thường, Hưng Hân không có lý do gì mà không đi khiêu chiến kỷ lục phó bản cả. Thế nhưng sau vài ngày Lam Hà ở công hội Hưng Hân, lại phát hiện Hưng Hân có muốn cạnh tranh kỷ lục phó bản, cũng không đủ điều kiện. Đẳng cấp chính là thứ hạn chế của họ. Toàn bộ công hội chỉ có cấp bậc của ba người quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Mộc và Hàn Yên Nhu có thể sánh bằng công hội lớn. Bọn họ có thể bảo vệ phó bản đầu tiên như các đội phó bản của công hội lớn ở khu 10. Nhưng ngoại trừ bọn họ, thì tìm không ra người thứ tư. Vốn trong đội của quân Mạc Tiếu còn có bánh bao xâm lấn, đẳng cấp của tên kia giờ bị tụt hẳn ba phó bản, còn tên quỷ kiếm sĩ một tấc cho xuất hiện sau này, Lam Hà kéo lên kéo xuống danh sách công hội cũng không tìm thấy. Chắc chắn không thể tìm thấy những tài khoản có cấp bậc giống vậy ở khu mới. Lam Hà có thể tính được tổng số người, đó chính là 99 người cùng hợp tác ở thành tội ác. Nếu cho Lam Hà thời gian, cậu còn có thể viết đầy đủ tên của 99 người, tất cả đều là các thành viên tinh anh của mỗi công hội, người như thế khẳng định sẽ không bị hưng hân lôi kéo. Nhà không có điều kiện, người của tụi tôi thiếu đẳng cấp. Diệp Tu trả lời, quả nhiên cũng bị vấn đề trên gây khó khăn. Làm khê các của mấy cậu có thể cho tôi mượn hai tài khoản không? Diệp Tu lại hỏi, anh đừng có mơ, Lam Hà trả lời cực nhanh, nằm vùng trong công hội hưng hân mà còn kiêm luôn chức bảo mẫu, cậu đã cảm thấy rất kỳ cục, giờ còn cho mượn tài khoản, đến chính cậu cũng không giải thích nổi. Mấy ngày nay ai cũng thấy cậu dùng nhân vật tuyệt sắc, họ chỉ nghĩ cậu làm nằm vùng giết nghiệt, chứ không hề biết rõ cậu đang làm gì. Mấy ngày nay nhân vật Lam Hà của cậu không online nhỉ? Diệp Tu hỏi, ừ, không ô oh nồ, no, lãng phí ghê, cho mượn xài chút đi. Cút, tài khoản đó là tài khoản hội trưởng của tôi. Lam Hà rốt cục nhịn không được, trước cậu vẫn còn ghi nhớ thân phận đại thần của Diệp Tu, nói năng còn khá tôn trọng. Thế nhưng, nhận thức càng nhiều, càng thấy quả thực đích cần tôn trọng chi nữa. Quả nhiên càng gần gũi càng không thể ngưỡng ngộ. Lúc Lam Hà hét vào mặt đại thần, đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, thấy hơi nghiện rồi. Chương 362, còn có đại chiêu này. Cấp cao nhất hiện nay ở khu 10 là cấp 42, kinh nghiệm của các nhân vật khoảng đấy có cao có thấp, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ưu thế chủ yếu được tạo ra từ lần hợp tác cùng Diệp Tu ở nhiệm vụ Noel trước đấy. Ba nhân vật Diệp Tu, Tô Mộc Tranh và Đường Nhu cũng thuộc đoàn quân dẫn đầu, nhưng cấp bậc lúc đầu thấp hơn, thêm 3 ngày ngôi sao cuối tuần không chăm chỉ được không thể giống các nhân vật của công hội lớn chơi suốt 24 tiếng như ngày thường, giờ đang xếp chót trong đoàn quân dẫn đầu, cấp bậc hiện tại chỉ mới 41. Mà đứng xít sao nhân vật của cả ba trong đội quân dẫn đầu, chính là nhân vật hội trưởng Lam Hà. Tài khoản nhân vật này vốn có cấp bậc rất nổi trội, song lại không đỡ nổi chuyện không online suốt 5 ngày. Tuy ưu thế có được trong hoạt động Noel không dễ bị 5 ngày không online đánh đổ như vậy, nhưng trong một đoàn đội dẫn đầu có cùng ưu thế, năm ngày không cày cú sẽ bị những nhân vật tinh anh chăm chỉ khác bỏ xa ngay lập tức. Diệp Tu đột nhiên nhắc tới tài khoản hội trưởng Lam Hà, trái lại nhắc nhở Lam Hà một phen. Trong 5 ngày cậu không online nhân vật hội trưởng, chuyện công hội không bị chế nải, nhưng cấp bậc nhân vật lại sắp sửa rất đài. Tuy cấp bậc hội trưởng không nhất định phải cao nhất công hội, cơ mà cấp bậc vẫn là thứ đại diện trực tiếp nhất trong game online. đã là hội trưởng thì phải cực mạnh, đây đã là chuyện thường tình. cấp bậc của hội trưởng cao nói chuyện bằng nắm đấm cũng đỡ lo hơn. Nhân vật Lam Hà hiện đang đứng đầu trong công hội, cứ rớt đài một cách tùy tiện như thế, ắt cũng không phải chuyện nhỏ. Tôi phải quay về Lam Khê Các xem thử. Lam Hà nhớ ra, cuối cùng gửi tin cho quân Mạc Tiếu, vội vàng lóc ao nhân vật Việt sắc, trong chớp mắt đã đăng nhập tài khoản Lam Hà. Động tác nhanh ghê, tôi còn nói chưa nói xong mà. Kết quả tin của quân Mạc Tiếu đuổi theo sang đây, còn chuyện gì nữa? Lam Hà hỏi, nhân vật Lam Hà vừa lên mạng, nhận được không ít lời hỏi thăm. Sự kiện nằm vùng đều là chuyện cơ mật của công hội, nên không mấy người biết Lam Hà đã dùng nhân vật Việt Sắc trà trộn vào công hội Hưng Hân. Đa số thành viên trong công hội đều cho rằng gần đây hội trưởng xảy ra chuyện, nay đột nhiên thấy Lam Hà trở về, bèn hỏi thăm rất ân cần, khiến Lam Hà cảm động hết sức. Cuối cùng thì, Lam Khê các mới là nhà của cậu, có rất nhiều bạn bè, nhiều hồi ức. Lam Hà vừa trả lời mấy câu thăm hỏi của mọi người vừa cảm thấy cảm động, bên kia Diệp Tu đã gửi tin tới mấy đứa cấp cao trong bảng thành tích, cậu coi có thể lôi kéo được em nào không? Không thể nào, Lam Hà không thèm nhìn tên của những nhân vật trên bảng đã quả quyết nói. Những nhân vật đó chắc chắn đều là những em trung trinh với công hội, những nhân vật được công hội đặc biệt bồi dưỡng, nào dễ dàng lôi kéo như thế. Một đứa cũng không hả? Diệp Tu hỏi, ờ thì, Lam Hà mới nãy còn cực kỳ tự tin, ai ngờ Diệp Tu lại hỏi như vậy, khiến cậu trở nên do dự ngay. Không có gì là tuyệt đối, cậu không thể nào hiểu rõ công hội khác như nhà mình được, sao dám chắc chắn mấy đứa đó không có vấn đề gì? tình hình mấy công hội khác có thể cậu không rõ lắm, cậu coi bên nhà mình trước xem. Diệp Tu nói, ngoá, anh còn biết Lam Khê các là nhà tôi hả? Lam Hà trả lời tin nhắn, thêm một cái ai cần muốn bùng cháy. đã thay lòng rồi thì cố giữ lại cũng vậy thôi. Diệp Tu nói, ông anh nói ai thay lòng hả? Lam Hà đáp, đột nhiên cảm thấy chột dạ, mấy ngày qua cậu quả thật có chút bất an nhưng vừa đăng nhập tài khoản Lam Hà, nhận được sự quan tâm ân cần của tập thể công hội, làm lòng trung thành của cậu với Lam Khê các thoáng cái lại dâng đầy. Ha, tôi chỉ thí dụ vậy. Diệp Tu trả lời, những nhân vật này, dù thay lòng, người đi hết, nhân vật cũng phải ở lại. Lam Hà nói là lời thật, đây là những nhân vật do hai hay ba người của công hội thay phiên nhau luyện mới có thể giữ vững đẳng cấp, tất nhiên nhân vật đều thuộc về công hội, không phải ai muốn cũng có thể tùy tiện sách theo. Một trường hợp ngoại lệ cũng không có. Diệp Tu hỏi lại như vậy, sau khi đọc tin nhắn, Lam Hà lại trần trừ, vì trong lúc cậu kéo danh sách thành viên công hội nhà mình, lại phát hiện trong tổ dẫn đầu của Lam Khê Các, quả nhiên có một trường hợp ngoại lệ. Thiên Thành, cái gã hay thích cướp quái của người khác này, nhân vật của gã chỉ có mình gã luyện, công hội không xen vào đỡ đần gì. Chỉ là kỹ thuật của người này trong game cũng xếp vào hàng cao thủ, cho nên khi có cơ hội giúp nhân vật mạnh thêm, Thiên Thành sẽ được qua hưởng ké. Giống như nhiệm vụ Noel lần trước, thiên thành cũng được đặc biệt quan tâm gọi đến, nhờ vậy mà đẳng cấp mới vùn vụt leo lên. Sau đó gã tiếp tục chơi theo cách của mình, level tất nhiên đuổi không kịp những nhân vật luyện ngày luyện đêm khác, nhưng vẫn chen được vào đoàn quân dẫn đầu. Tôi biết cách mấy công hội thường dùng để luyện nhân vật tinh anh. Nhưng vì Vinh Quang muốn login phải có thẻ tài khoản, nên hai người một ức hoặc ba người một ức cũng sẽ gặp hạn chế về mặt nào đó, cho nên các công hội lớn dùng cách này cũng không nhiều lắm. Thí dụ như khi nhìn vào những nhân vật trong bảng xếp hạng cấp bậc cao nhất chẳng hạn, nhóm đứng đầu hẳn là dùng cách này để luyện ra. Nhưng nhóm đứng sau cũng có người tự mình luyện, đúng không? Diệp Tu nói với Lam Hà, thật là, quá dành về vinh quang rồi. Lam Hà nhìn tin nhắn Diệp Tu gửi tới mà bất lực. Vì phán đoán của Diệp Tu hoàn toàn không sai vào đâu cả. Nhìn bảng cấp bậc kia, Lam Hà vì 5 ngày offline mà rất hạng xuống, còn tên thiên thành của Lam khê các bọn họ, ớt do tự mình luyện, đang treo lủng lẳng sau đuôi 90 người nằm trên top. Nên là, từ bảng gấp bậc suy ra, kéo từ dưới lên trên, vẫn có thể thử một lần. Diệp Tu lại nói, anh muốn thử thế nào? Lam Hà không nhịn được hỏi. Dù Diệp Tu đoán không sai, nhưng phán đoán này cũng chỉ dùng được trên lý thuyết. Đúng là những nhân vật tinh anh không phải thuộc về công hội hoàn toàn, có quyền lui hội ra đi. Nhưng đồng thời, nó cũng không có nghĩa là những người đó không hề trung thành với công hội độ trung thành tất nhiên là một tiền đề quan trọng để trở thành tinh anh của công hội. Muốn lôi kéo được những người đó vô cùng khó khăn, Lam Hà thật tò mò không biết người này sẽ dùng thủ đoạn thế nào. Ai, giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải bỏ xuống cái mặt già này, nói người ta biết tôi là Diệp Thu, xem người ta có đồng ý đầu quân cho tôi không. Diệp Thu đáp, đù má, tay Lam Hà khẽ run rẩy, gõ nguyên một chàng dấu chấm than. Sao mình lại quên mất đại chiêu này? Thân phận Diệp Thu, nghĩ đến đây, lại đảo qua bảng danh sách lam hà bèn đen mặt chưa kể tới mấy người khác về thiên thành cậu còn không hiểu rõ người thuộc công hội mình ư thiên thành là thành viên của lam khê các nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp thích nhất lại là diệp thu nói đi nói lại người chơi pháp sư chiến đấu chỉ cần thật sự thích nghề này có mấy ai không thần tượng diệp thu chứ sức tấn công của chiêu này hệt như nguyên lý hút phen nhờ chiến đội của các công hội thuộc câu lạc bộ vậy chuyện ủng hộ chiến đội và thích riêng một tuyển thủ của chiến đội khác không phải quá xung đột nhất là như Diệp Thu, Hoàng Thiếu Thiên, Hàn Văn Thanh hoặc Chu Trạch Khải, họ đều là những người đại diện đứng đầu cho các nghề. Đấu thần, kiếm thánh, quyền hoàng, súng vương, các tuyển thủ điều khiển nhân vật của nghề này sao có thể không trở thành thần tượng chung của những người chơi nghề đó. À, người đầu tiên, người đầu tiên là cậu đấy. Tài khoản hội trưởng của cậu không tiện qua đây đâu nhỉ? Diệp Thu đã bắt đầu hành động, Lam Hà không phản bác được, tiếp theo là Thiên Thành, ồ, hình như tôi biết cậu ta nè chẳng phải người của công hội các cậu sao diệp thu vẫn còn trực tiếp hiện trường cho lam hà lam hà cầm nín luôn rồi cậu không biết mình nên làm gì đây đi đánh tiếng trước với thiên thành ư nhưng chủ đề này nói thế nào chẳng lẽ bảo thiên thành chút hồi quân mạc tiếu bảo mình là diệp thu ông đừng tin nha nó lừa đảo đó cơ mà đây chính là sự thật nếu nói thế thật người lừa đảo lại chính là mình chẳng qua tên này có biện pháp gì khiến thiên thành tin tưởng nhỉ lam hà vẫn còn xoắn suýt chờ tin nhắn xuất hiện cậu còn cho rằng quân mạc tiếu muốn xả gì nữa nhưng khi mở ra lại là thiên thành quân mạc tiếu nói mình là diệp thu ông biết không thiên thành gửi tin sang a à, lam hà ngạc nhiên sao tự nhiên hỏi vậy thằng đó kết bạn với tôi bảo mình là diệp thu không tin thì cứ tìm ông hỏi thiên thành đáp đua tay lam hà lại khẽ run chẳng thể ngờ hắn ta coi mình là nhân chứng giờ bảo mình phải nói sao đây sao đây hả sao thế Thiên Thành trả lời rất nhanh, câu đù kích động ban nãy của Lam Hà đã gửi cho Thiên Thành. Quân Mạc Tiếu không phải đâu, Lam Hà nói, hả, thằng đó giả mạo Diệp Thu ư, Thiên Thành hỏi, Lam Hà đấu tranh tư tưởng một hồi, sau cùng quyết đoán đáp đúng, siêu bịp bậm luôn. À, hội trưởng, ông nói thế chắc không phải vì sợ tôi chạy theo hưng hân đâu nhỉ. Thiên Thành chợt nói, sao có thể chứ, Lam Hà đáp rất nhanh, nhưng sau đó ngẩn ra, bởi cậu phát hiện Thiên Thành nói không sai. Tại thằng đó nói, nói ông chắc chắn không giúp ông xác định thân phận, vì sợ tui đầu quân cho ông. Thiên Thành tiếp lời, thằng cha này quá mất nết, Lam Hà muốn điên luôn. Hội trưởng, ông nói thiệt không? Thiên Thành hỏi, ông đó, nếu phải, ông có đi không? Lam Hà hỏi, một khoảng lặng thật lâu, rốt cuộc tin tức lóe sáng, Lam Hà nhanh chóng mở ra, nhìn thấy câu trả lời của Thiên Thành, chỉ một chữ, đi. Ông không phải, Lam Hà trả lời rất dứt khoát. Hội trưởng, Thiên Thành đã nhìn ra chút chuyện, được rồi, ông là Diệp Thu đó, hàng thật giá thật, không ít người biết rồi, nếu ông muốn đi thì cứ đi đi. Lam Hà thở dài trả lời, cảm ơn hội trưởng Thiên Thành tươi cười đáp lại xong, một giây sau trong kênh công hội của Lam khê các xuất hiện tin tức người chơi Thiên Thành rời khỏi công hội. mươi 363, lại thêm một người, cuối cùng Thiên Thành vẫn rút khỏi công hội, Lam Hà có chuẩn bị tâm lý, không đến nỗi quá sóc. Có điều Diệp Thu xài đến chiêu sâu thân phận thực của mình ra, thật làm Lam Hà khóc không ra nước mắt. Nhưng khi Thiên Thành rút khỏi công hội, Lam Hà đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong công hội cậu đã nhắn mặt tất cả mọi người, ngoài Thiên Thành cũng không còn ai fan Diệp Thu. Chiêu lè người của Diệp Thu xem như vô dụng từ đây. Giống như hệ châu, người ta đã sớm biết thân phận của quân Mạc Tiếu rồi. Lam Hà vừa cảm thấy yên ổn, đột nhiên tin nhắn ảo ạt đổ tới. Lam Hà mở ra xem, phần lớn là bô lão trong công hội, vì em hỏi chuyện thiên thành rút lui. Chuyện này làm Lam Hà không khỏi túa mồ hôi hột, tinh anh trong nhóm dẫn đầu không còn fan diệp thu thật, nhưng phạm vi mở rộng thêm nữa thì khó nói. Dù sao đi nữa, Lam Hà cũng không thể hủy tuyệt ra vụ thiên thành bỏ hội theo diệp thu. Nói như vậy, không chừng nhân tài Lam khê các lại lũ lượt phán mất thì khốn. Không có gì đâu, đây là lựa chọn của ông. Lam Hà đành phải trả lời lấp lửng. Cũng may thiên thành không phải một nhân vật được lòng trong Lam khê các chỉ là do cùng lăn lộn đã lâu mọi người quen hơi bỗng dưng người đi mất cũng có chút lạ lẫm nói đến lưu luyến lưu luyến duy nhất cũng chỉ mỗi sức ảnh hưởng của kỹ thuật thiên thành đối với công hội mà thôi về tình cảm cá nhân sợ là chẳng ma nào thèm quan tâm đến sự tồn tại của thiên thành chứ công hội mấy cậu còn người như thiên thành không trực tiếp nói tôi biết để khỏi đi pm từng người cũng kỳ tin nhắn của quân mạc tiếu nhấp nháy đến anh cũng biết là kỳ sao lam hà tới chửi cmn cũng không còn sức Tất nhiên rồi, quân mạc tiếu nghiêm túc nói. Không có, anh cũng biết, fan của anh toàn là dân chơi pháp sư chiến đấu mà. Lam Hà đáp, được rồi, tin nhắn của quân mạc tiếu còn thêm một cái ai cần gật đầu, nhưng lập tức lại hỏi thêm, hình như còn bậc thầy pháo súng nữa phải không nhỉ? Lam Hà đổ mồ hôi hột, sao lại quên mất bên kia còn một tuyển thủ chuyên nghiệp chuẩn ngôi sao năm cánh lấp lánh như tô mộc tranh chứ? Kể kỹ thuật, tô mộc tranh không phải hãng nhất, nhưng cô nàng còn gương mặt với các loại PA làm hậu thuẫn, mức độ ảnh hưởng xếp hạng đại thần chẳng chơi. Người chơi bậc thầy pháo súng là fan của Tô Mộc Tranh đúng là bao đông đảo. Lam Hà bối rối, may mà khi lướt sơ danh sách bậc thầy pháo súng trong công hội mình, có thể thở phào nhẹ nhõm. Có bậc thầy pháo súng, nhưng người này anh có kêu Tô Mộc Tranh đến cũng vậy thôi. Lam Hà trả lời, hả, người của công hội luôn à, ừ, hay là cậu đá ổng ra, phán, Lam Hà gào thét, năm ngày nằm vùng khiến Lam Hà dễ quạo hẳn, nguyên nhân tới nay vẫn không rõ. Xem ra Lam Khê các hết người rồi, bên đây Diệp Tu vẫn nghiêm túc nghiên cứu danh sách người chơi cấp cao. Thân phận này của hắn hơn phân nửa chỉ ảnh hưởng được người chơi pháp sư chiến đấu, điều này hắn cũng biết rõ. Nếu như quay lại mấy năm trước, hắn còn có thể làm thần tượng toàn dân ấy chứ. Nhưng mấy năm nay vinh quang phát triển không ngừng, cao thủ chuyên nghiệp xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đúng là thời đại vàng son thịnh vượng. So ra mức độ ảnh hưởng cá nhân đã không bằng lúc trước. Nếu như mở rộng phạm vi tìm kiếm, việc tìm người hẳn cũng không phải chuyện phức tạp lắm. Nhưng vấn đề là hiện tại Diệp Tu lại cần người chơi tối thiểu cấp 40 trở lên để cùng nhau phá kỷ lục phó bản Hồ Thiên Ba cấp 40 đến 43. Đây chính là chiến trường cạnh tranh chính của các công hội hiện giờ. Một người cũng không có, Trần Quả bên cạnh hỏi, mấy đứa cao cỡ này, người thì đào được đấy, nhưng nhân vật thì không. Bây giờ chúng ta cần nhân vật cấp cao, người thì sao cũng được. Diệp Tu nói, còn cái khác, Trần Quả hỏi, có cái này thôi. Diệp Tu nhấp vào một nhân vật trên bảng xếp hạng top 100 theo cấp bậc, tên là Mã Hậu Pháo, nghề nghiệp bậc thầy pháo súng, hiện là thành viên công hội Yên Vũ lâu. Bậc thầy pháo súng, Trần Quả nhìn nghề nghiệp cũng hiểu ý Diệp Tu, cô vây xem cả ngày, cũng chứng kiến được phương pháp đào người của Diệp Tu. Loại thủ đoạn dựa vào thân phận đại thần của mình này, Trần Quả không những không cảm thấy vô sỉ, ngược lại còn cho rằng vô cùng perfect. Nếu là cô, nhất định đã lên kênh thế giới quát to anh mày là Diệp Thu, thích anh thì theo anh đi cho xong chuyện rồi này phải nhờ mộc tranh nhưng mà diệp tu do dự một chút hừ em ấy nhất định không được mặt dày như cậu trần quả nói cho cô nàng tự nghĩ cách vậy diệp tu nói xong lại pm phong sơ yên mộc của tô mộc tranh nói mấy câu ha để em xem thử tô mộc tranh đáp rất đơn giản kết quả tô mộc tranh còn nhanh lẹ hơn cả diệp tu chưa tới mấy phút đã đáp lại xong rồi diệp tu lại mở danh sách kia ra cột công hội của mã hậu pháo đã chống hoác như của thiên thành tất nhiên là đã thành công rút khỏi công hội. Em làm sao vậy? Diệp Thu hỏi, không có gì, kết bạn với ổng, sau đó nói công hội Hưng Hân đang tuyển người, ở đây có Diệp Thu với Tô Mộc Tranh tỏa chấn, hỏi ổng có hứng thú vô không? Tô Mộc Tranh trả lời, nhân vật tầm này như họ muốn kết bạn với ai cũng không phải chuyện khó. Quân Mạc Tiếu tất nhiên là nổi trội nhất, nhưng mấy đội viên trung đội cũng không kém phần thu hút. Sau đó thì sao? Sau đó ổng ngạc nhiên quá trời, em liền nói cho ổng biết em chính là Tô Mộc Tranh đây tô mộc tranh nói vậy là tin rồi hả diệp tu nói tất nhiên chưa sau đó em cho ổng một số điện thoại nói không tin thì gọi số này là biết liền tô mộc tranh nói em cho ổng số điện thoại ai vậy hoàng thiếu thiên á không phải ảnh thích nói chuyện lắm sao cơ hội tốt vậy tất nhiên phải nhớ tới bạn bè rồi tô mộc tranh nói hê hey, diệp tu đổ mồ hôi số điện thoại dù sao cũng là bí mật cá nhân nhất là đại thần như hoàng thiếu thiên cứ vậy vì tiện tung ra có chút không hay đùa thôi bật webcam với ổng một chút không được sao. Tô Mộc Tranh nói, à há, Diệp Tu giật mình, hắn không nghĩ tới, bởi vì cách này vốn vô dụng với hắn. Căn bản đâu ai nhận được mặt hắn, chat video có lợi ích gì. Tô Mộc Tranh lại không giống, mức độ phủ sóng của người ta vốn không ai bị kịp. Được rồi, năm ngày sau là góp được một tim rồi. Trong năm ngày vừa đúng lúc có thể tập luyện làm quen với nhau. Diệp Tu tuyên bố, nghề nghiệp phối thế này có sao không? Trần Quả hỏi cũng có chút vấn đề, nhưng còn đỡ hơn không đủ người. Diệp Tu cũng bất đắc dĩ, cả đội hai pháp sư chiến đấu kèm hai bậc thầy pháo súng, đúng là bao đơn điệu. Mà lúc này, Lam Hà cũng đang quan sát bảng xếp hạng cấp bậc, thình lình phát hiện một mã hậu pháo đột nhiên chống cột công hội như thiên thành, lập tức biết được Diệp Thu đã nấng được người. Lại nói, người này Lam Hà cũng chú ý, biết có khả năng trở thành mục tiêu của Diệp Thu. Mà quả nhiên là vậy, dựa vào sức hút của Tô Mộc Tranh, lại dụ thêm được một bậc thầy pháo súng. Như vậy, công hội hưng hân vừa góp đủ một đội cấp cao để đi phó bản. Nghĩ lại người ta chỉ nghiên cứu hướng dẫn thôi đã xoay kỷ lục trong lòng bàn tay, Lam Hà cảm thấy tiền đồ của các công hội lớn ở khu 10 lại hấp hối. Tuổi công hội lớn lấy gì để đọ lại đây? Lam Hà thầm nghĩ, trong lúc đó bất giác quên mất, với tư cách hội trưởng Lam khê các ở khu 10, đây cũng là bài toán chung của mình, vậy mà giờ lại suy nghĩ như người vây xem bên đường. Không phải các công hội lớn ai ai cũng ngó sát bảng xếp hạng cấp bậc như Lam Hà nhưng rốt cuộc vẫn có người vô tình phát hiện có hai nhân vật không có công hội mới đầu các công hội lớn cũng không nghĩ nhiều thấy người chơi cấp cao lại không có công hội chuyện đầu tiên cần làm là lôi kéo về nhà vì vậy thiên thành và mã hậu pháo cứ vậy được các công hội lớn săn đón nhiệt tình sau đó khi nhận được câu trả lời đầy thuyết phục của hai người tất cả công hội bị chân tướng đánh như sấm ngang tai hai người chơi cấp cao này muốn đến nương nhờ công hội hưng hân cũng như lam hà lúc trước hội trưởng các công hội lớn không nghĩ rằng Hưng Hân sẽ dụ được những người chơi có cấp bậc này. Nằm vùng trong Hưng Hân báo tin về, công hội Hưng Hân không có nhân vật cấp cao để tranh kỷ lục phó bản Hồ Thiên Ba cấp 40 đến 43 cùng cả bọn. Mà chuyện thành ra bây giờ, có thể xem là hệ lụy từ đợt phong ba quân Mạc Tiếu gây nên tại thành tội ác ngày ấy. Nếu không vì hắn, tuyệt đối không tạo được một đoàn quân tách biệt với quần chúng như vậy. Công hội Hưng Hân có thể xem là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu tất cả công hội lớn vì vậy mà vô cùng hưng phấn. Ai dè chợt phát hiện có hai người chơi cao cấp bị công hội hưng hân dắt đi mất, tin này quả thật làm cả đám vô cùng bất an. Làm khê các làm ăn kiểu củ cải gì vậy? Yên Vũ Lâu làm ăn kiểu củ cải gì vậy? Hai công hội để sổng người chơi cấp cao bị tập thể đồng lòng khinh bỉ. Đa số mọi người đều không thấu được thủ đoạn đào người bậc thầy của Diệp Tu, chỉ là do may mắn chưa dính trưởng thôi. Vậy qua năm ngày nữa, quân Mạc Tiếu cũng dẫn đội đi giành kỷ lục được rồi tất cả lãnh đạo của các công hội lớn đều đang kịch liệt bàn bạc vấn đề này. Năm ngày, có thể chạy level trước một khúc không, chạy cũng không được bao xa, đội quân mạc tiếu đó giờ có cần cấp bậc áp đảo để giật kỷ lục đâu, trừ khi là một đoạn phó bản, chứ có một hai cấp cũng chẳng ăn thua gì. Mọi người đều im lặng, tất cả đã bó tay, vì vậy đám hội trưởng công hội lớn lại lập group chat chuẩn bị đương đầu với thách thức mới. Sao làm khê các vả yên vũ lâu lại thả level cao vậy đi chứ? Trong group chat, vấn đề nhức nhối nhất được lên thất đầu tiên. Sự thật hơi bị khủng, các ông muốn biết thật ư. Lam Hà hứng hở gửi tin nhắn nói, chương 364, giai đoạn tiếp theo. Không ít người tham gia trong group chat đã biết rõ đáp án Lam Hà muốn nói. Nhất là mấy công hội dẫn đầu, ai cũng im lặng không lên tiếng. Bấy giờ, cô ẩm của Luân hồi chợt làm ngựa đầu đàn, thấy không ai lên tiếng thì gõ một icon phẫn nộ biểu lộ tâm trạng trước, sau đó nhanh chóng hỏi đáp án là gì tôi muốn nghe coi nó đáng sợ cỡ nào hội trưởng quân mạc tiếu của công hội hưng hân chính là diệp thu lam hà không màu mè gì gõ một câu vô cùng đơn giản những người biết chuyện tiếp tục trầm mặc cô ẩm tiếp tục phản bác diệp thu diệp thu nào ông nói thử coi diệp thu nào hóa thiệt luôn đó hả không khó để tưởng tượng vẻ mặt hiện tại của cô ẩm ra sao mà vẻ mặt của nhiều người trong nháy mắt cũng y hệt gã group chat cứ thế mà im thiên thiết suốt 5 phút, 5 phút sau, người lên tiếng trước vẫn là cô ẩm. Quân mạc tiếu là Diệp Thu, vậy bậc thầy pháo súng phong sơ yên mộc là. Giọng điệu của cô ẩm dần e dè hơn, ờ, tôi thấy ông đoán không sai đâu, Lam Hà đáp, vãi, chuyện quái gì đang xảy ra. Đối mặt với quân mạc tiếu, cô ẩm luôn rất hùng hồn, nhưng vào lúc này, mọi người đã có thể dựa vào khung tin tức mà nhận ra sự trùn bước của gã. Chẳng có gì xảy ra cả, trong từng câu chữ, giọng điệu lam hà vẫn cứ nhàn nhạt, nhạt tựa như chẳng hề liên quan tới mình công hội hưng hân có diệp thu và tô mộc tranh đây là nguyên nhân tụi nó rút khỏi hội mà đầu quân vào hưng hân đội trưởng lam hà hình như biết khá nhiều nhỉ hội trưởng tưởng du của mưu đồ bá đạo bất thình lình nói một câu như nhau cả thôi lam hà trả lời hả các ông đều biết hết rồi sao bấy giờ cô ẩm mới nhận ra chỉ có mình gã hỏi nhảm nãy giờ mấy đứa khác cứ như đang vây xem vậy mà thật ra người biết cũng không nhiều trùng hợp là chỉ toàn những anh có máu mặt. Nên vào lúc này, người không biết chuyện có vẻ hiếm hoi. Chẳng qua khi cô ẩm hỏi lại không ai lên tiếng, bất kể là biết trước hay sau khi làm hà tiết lộ. Khó trách, tôi còn đang thắc mắc tại sao hội trưởng của ba công hội lớn đều chạy tới khu 10 góp vui, thì ra là vì đối thủ không đơn giản. Cô ẩm nói, Xuân Dịch Lão, Thiên Nam Tinh và Tưởng Du chạy tới khu 10, người trong nhà đương nhiên biết, người ngoài không cần phải biết. Nhưng chỉ cần tiếp xúc nhiều, người sáng suốt cũng sẽ thấy được. Lúc ba người có mặt, lời nói còn có trọng lượng hơn đám hội trưởng khu 10, vậy không khó để đoán ra thân phận của họ. Huống chi hiện giờ cả bọn không thảo luận trong trò chơi, không xài clone mà dùng QQ. Nhiều người lại để ID QQ giống hệt trong game, chẳng hạn như Xuân Dịch Lão và Thiên Nam Tinh. Vậy nên nick QQ vừa xuất hiện, mọi người đã biết đấy là ai rồi. Đừng trách tôi nói thẳng, nếu đối thủ là Diệp Thu và Tô Mộc Tranh, dù ba ông có rủ nhau đến cũng kém xa nhỉ giọng cô ẩm rõ ràng rất khó chịu, cứ như chuyện ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, hành động của gã vừa nãy chẳng khác gì thằng ngu, cô ẩm tất nhiên không vui. Mọi người hiểu tâm tư của gã, cũng không so đo với gã làm gì. Sa tiền tử của Trung Thảo Đường đứng ra giảng hòa, giờ thảo luận vụ này có ích gì? Vấn đề then chốt bây giờ là, công hội hưng hân mà chúng ta vốn cho rằng không gây áp lực gì trong việc cạnh tranh, nay trượt khác xa trước, chúng ta phải tranh thủ nghĩ cách đối phó mới đúng chứ? Ha ha ha, nói đúng. Chuyện khẩn cấp đó, mấy ông mau nghĩ cách đi. Cô ẩm nói, mọi người sừng sốt rồi mới kịp phản ứng. Chuyện mà họ vô cùng quan tâm chẳng là cái đinh gì với Luân Hồi cả. Luân Hồi không hề hợp tác với các công hội khác trong hoạt động Noel lần trước, nên các nhân vật dẫn đầu chẳng có ai là người của chúng. Người của chúng còn đang nỗ lực chạy nước rút vì cấp 40 kia kìa, chúng đã bị tụt khỏi cuộc cạnh tranh phó bản từ cấp 40 đến 43 từ lâu, giờ chúng đang hả hê khi người gặp họa. Còn một công hội lớn khác cũng cùng hoàn cảnh với Luân Hồi, Gia Vương Triều. Nhắc đến Gia Vương Triều, mọi người lại càng khó hiểu. Nói đến nhiệm vụ Noel lần trước, nếu không có quân mạc tiếu quấy nhiễu, Gia Vương Triều tuyệt đối sẽ nổi như cồn. Thế mà qua một trận chật vật, Gia Vương Triều không những vụt mất tiếng tăm, ưu thế người đông thế mạnh cũng không si nhê gì, cuối cùng còn rơi vào hoàn cảnh như Luân Hồi. Kẻ đầu quân nhiều nhất khu 10 giờ đang cố lết lên 40, tính theo khía cạnh bỏ ra và thu hoạch thì trông còn thảm hơn Luân Hồi luân hồi thảm thì không nói nhưng gia vương triều là công hội mà diệp thu xuất thân hắn từng là đấu thần nhất diệp chi thu mộc vũ tranh phong của tô mộc tranh còn đang dán mát gia vương triều mà nay diệp thu lại chẳng để ý cảm tình cho gia vương triều ăn hành thê thảm đến vậy từ lúc biết được thân phận của quân mạc tiếu mối nghi ngờ ấy cứ quẩn quanh trong đầu những người đã biết chuyện lần thảo luận này cũng mời người của gia vương triều vào thời điểm thân phận của quân mạc tiếu bị bại lộ họ đang định nhìn xem gia vương triều có phản ứng gì đặc biệt kết quả đách có gì hết, ngược lại tên cô ẩm kỳ cục kia lại chiếm không ít đất diễn. Hội trưởng Trần, ông thấy việc này thế nào? Thấy Gia Vương Triều không nói tiếng nào, bên đây bèn chỉ thẳng tên. Tất nhiên, đứa gọi hồn chính là công hội không bao giờ hòa hợp với Gia Vương Triều, mưu đồ bá đạo. Bấy giờ, hội trưởng tưởng du của mưu đồ bá đạo gọi thẳng tên hội trưởng Trần Giả dạ Huy của Gia Vương Triều. À, tôi có cùng suy nghĩ với hội trưởng cô ẩm, vấn đề kỷ lục phó bản rất quan trọng, mọi người phải nghĩ biện pháp thật tốt đấy. Trần Gia Huy đáp đều đều, ai nấy giòm dòm, chẳng có mẹ gì mới mẻ hết. Tuy cả bọn cũng sẽ bàng quan khi công hội nhà mình trả kiếm được lợi lộc gì, nhưng điều họ quan tâm bây giờ không phải chuyện này. Họ muốn biết tại sao Diệp Thu và Gia Vương Triều lại xảy ra lục đục, chắc chắn có chuyện để hóng trong đó. Mà tin đồn trên không phải chưa từng bị hó hét, tin Diệp Thu bất hòa cùng chiến đội đã truyền đi từ lâu, tuy cả hai vẫn cực lực trốn tránh. Rồi Diệp Thu đột một giải nghệ, một người không thương thích không bệnh tật gì trong giải đấu đột nhiên giải nghệ, và một người mới như tôn tường lập tức cướp ngôi, trông hệt như bị thanh trừng vậy. Không thể moi móc gì từ Trần Giả Huy, có điều nhìn hành động của Diệp Thu trong game, mọi người dự làm mấy tin đồn kia thật sự có giá trị rồi. Đây là tin tức tốt đối với các công hội lớn. Nếu một công hội lớn có đại thần như vậy quan tâm, ngoại trừ bị đánh tơi bời, đám đối thủ cạnh tranh như họ còn lối thoát nào. Thế nhưng tình hình hiện tại là, hai nhà gia vương triều và luân hồi có thực lực lại không chiếm được lợi, đang định ngồi coi nghiêu cỏ tranh nhau. Chuyện này thật sự không thuyết phục gì được, bởi ai cũng hiểu mấu chốt bên trong, không ai lừa được ai. Vì vậy, một group chat mới nhanh chóng được thành lập, mấy kẻ hóng hớt không được mời vào nhóm. Họ không muốn tụi kia biết kế hoạch, ai biết chúng có mượn cơ hội để chiếm lợi không. Giờ làm sao đây, giờ cả lũ mới bắt đầu bàn bạc chính thức trong group mới, đồng thời không quên giả nai ở group cũ theo ý tôi thì cứ giết quách cho rồi. Tưởng du phán, hệt như phong cách của chiến đội bá đồ, dùng cách đơn giản nhất mà giải quyết vấn đề. Sau khi im lặng, thiên nam tinh cũng đành tỏ thái độ quả thực không còn biện pháp nào tốt hơn. Với công hội khác, hành vi này như trời sắp đổ mưa, ai cũng bó tay. Muốn khuyên bảo, nhưng cái cớ và nhân vật lần này làm mọi người hết sức bất lực. Giết thì giết, mà giết thế nào đây? Có người hỏi, các ông nhìn đi, cấp bậc hiện tại của khu 10 đã được định hình rồi. Nếu nói về tốc độ tăng cấp, chúng ta thuộc tràng top, dù có là đại thần như Diệp Thu, tốc độ tăng cấp cũng không nhanh bằng chúng ta. Cho nên chỉ cần đám nhân vật trong tay chúng ta không bị trục chặt gì, bên hưng hân chỉ có thể dựa vào năm nhân vật mà thôi. Thiên Nam Tinh bắt đầu phân tích, ý của ông là tiếp tục nhắm vào năm người mà ra tay. Không cần cả năm, chúng ta chỉ cần chọn một đứa, kéo kinh nghiệm của nó xuống là được. Thiên Nam Tinh nói, chuẩn, nhưng đầu tiên phải đảm bảo nhân vật của mọi người hiện tại không gặp chuyện gì hết sao nào, tất cả có thể đảm bảo không? Thiên Nam Tinh hỏi, tụi tôi không sao cả. Lam Hà nói, những người khác lại có chút trần trừ, không dám cam đoan như vậy. Hoặc là cam kết sau này không xảy ra vấn đề gì. Thiên Nam Tinh thay đổi cách nói, sẽ cố gắng hết sức, rốt cục có người lên tiếng. Được rồi, cứ bảo đảm điều kiện tiên quyết này, vậy sẽ không còn chuyện gì nữa. Mọi người chắc không xa lạ gì chuyện đuổi giết một người. Chúng ta chọn ra những cao thủ thay phiên nhau, những người khác hãy theo dõi động tính của hưng hân, ngừa chúng gọi cứu viện. Tôi thấy chúng không dám đấu đoàn đội theo quy mô lớn đâu, với cấp độ của chúng hiện tại, đó chẳng khác gì tự tìm đường chết. Thực lực chung của chúng thấp như vậy, không bằng tụi mình cứ liên thủ lại, trực tiếp diệt gọn hưng hân luôn. Tưởng Du nói, ảnh hưởng không tốt, Xuân Dịch không thích nói chuyện, thời khắc quan trọng vẫn ép mình nhả ra một câu, do đó câu nói ấy cũng rất chủ chốt rất có lý luôn, ai nấy gật gù, ngay cả tưởng Du cũng không có ý kiến. Họ phải chú ý hình tượng công hội nhà mình, muốn đánh đấm với công hội khác thì phải có lý trước đã, phải danh chính ngôn thuận. Mà bây giờ, thật sự chả có lý do nào, thấy đối phương tạo cảm giác nguy cơ nên diệt, thế chẳng phải ăn hiếp người ta sao? Những công hội như họ không thể làm chuyện này, thế chọn đứa nào làm mục tiêu? Cuộc thảo luận tiến vào giai đoạn tiếp theo. Thiên Thành, Xuân Dịch lão thế nhưng lại mở miệng lần nữa. Chương 365, kiểu gì cũng chết. Xuân Dịch lão rất lười mở mồm trên kênh tán gẫu nhưng một khi gã đã nói thì đều có lý và được suy tính kỹ càng. Tại sao gã lại nhắc đến thiên thành, trong khi người ngoài có lẽ còn suy đoán, Lam Hà đã nhận ra ngay, đồng thời cũng chạy lòng hẳn. Tính cách thiên thành có phần quái gở, cũng chẳng có chiến hữu nào trong công hội, ngoài công hội thì vì cái trò thích cây S quái của mình, đến giờ vẫn chưa trở thành mục tiêu đáng hờn cũng vì khu 10 mới phát triển một thời gian khá ngắn. Mà phải công nhận trình độ của thiên thành khá bá, bằng không xuân dịch lão đã chẳng ngắm chúng gã và lôi kéo về công hội. Từ trước tới nay tuy gây lắm rắc rối, nhưng cũng lập rất nhiều công lao trong những thời điểm quan trọng. Dù có cả yêu và khuyết điểm, song ở lâu với nhau cũng có cảm tình. Còn Xuân Dịch Lão thì sao? Vừa thấy Thiên Thành không còn tác dụng với công hội nữa thì lập tức lợi dụng tật xấu của gã, biến gã thành mục tiêu công kích. Lựa chọn này được xem như có liên quan đến câu ảnh hưởng không tốt của Xuân Dịch Lão trước kia. Vì đuổi giết Thiên Thành chắc chắn sẽ giành chính ngôn thuận. Thiên Thành đến khu 10 mà tật xấu không bỏ, thường xuyên đi cướp quái. Tuy chưa đến mức khiến cả cộng đồng căm ghét, nhưng nếu giết gã, nhiều kẻ sẽ cho đây là hành vi chính nghĩa. Lam Hà không nỡ mới quay lưng đã lôi Thiên Thành xuống bùn. Xong nói sao thì nói, Lam Khê các vẫn phải nghe Xuân Dịch lão, dù Lam Hà có là hội trưởng khu 10 đi chăng nữa thì Xuân Dịch lão vẫn hoàn toàn có quyền chỉ huy trực tiếp hoạt động tại khu 10. Đạo đức kém, phải giết." Xuân Dịch lão bổ sung thêm một câu, giải thích cho mọi người lý do mình chọn Thiên Thành làm mục tiêu a à, nếu sau này hưng hân mà nhận người như thế vào công hội đó cũng là lúc chúng ta có lý do chính đáng để phát triển nó thành một cuộc chiến tranh tưởng du nghe xong thì có ý kiến trước tiên gã ưa mấy trò thẳng thừng gã là kẻ mong chờ cái cớ để khai chiến trực diện với hưng hân nhất chỉ cần trận này nổ ra hưng hân tuyệt đối không phải đối thủ hiện giờ các công hội lớn đều đang đau đầu vì gìn giữ hình ảnh của mình không thể không dưng đi đánh người ta được chính xác dù lý do này chưa kích động được tất cả nhưng chỉ ít cũng coi như là một cái cớ. Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường cũng đồng tình. Lam Hà nghe thấy lão đại của ba nhà lớn thảo luận thì biết Thiên Thành trở thành mục tiêu săn đuổi là chắc rồi, cậu chẳng còn gì để nói leo. Kỳ thực, Xuân Dịch lão không có gì đáng chỉ trích cả, thậm chí cậu còn bội phục gã. Vì rõ ràng là Xuân Dịch lão hợp với vị trí này hơn cậu. Theo đà phát triển không ngừng của những giải đấu vinh quang, hệ thống công hội của câu lạc bộ trong game cũng ngày một chuyên nghiệp hóa, Xuân Dịch Lão từ một người chỉ vào game để chơi thì nay đã trở thành một người vào game để làm việc thực sự. Gã đã không còn bị những thú vui đơn thuần của trò chơi lôi kéo, gã coi đó như một công việc, thu hoạch từ đó cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Về điểm này, Lam Hà chưa làm được, thậm chí cậu còn thấy hạnh phúc giản đơn khi cùng đánh bại ma thần cấp 1 cấp 2 với những người trong Hưng Hân. Cậu dám khẳng định, nếu đổi lại Xuân Dịch Lão, chắc chắn gã chẳng thèm để mắt tới đâu. Đừng nói là cấp 1 cấp 2, có khi cả cấp 20 đó cũng chỉ là con đường phát triển tất yếu của công hội là chuyện phải làm có gì mà ngạc nhiên với vui vẻ chứ mục tiêu săn đuổi đã định tiếp theo đều là những việc mà ai cũng quen không cần nói gì nhiều thêm có thì tổ chức đoàn đội và sắp xếp thành viên lam hà lẳng lặng nhìn không nói không rằng thì thoảng quay vào trò chơi nhìn tên thiên thành trong danh sách bạn tốt nói thật ra cậu và thiên thành cũng không thân thiết nhưng việc làm lạnh lùng của xuân dịch lão lại khiến cậu khó chịu có nên báo cho thiên thành một tiếng không? Lam Hà xoắn suýt, do dự nhìn tổ đội dần được bổ trí ổn thỏa, cậu biết hành động sắp sửa bắt đầu. Mọi người đều đang online, muốn đổi ai giết ai cũng chỉ bằng một câu nói. Mà mấy công hội lớn liên kết với nhau, tai mắt trải khắp vinh quang, thiên thành ở vị trí nào, đã có người báo cáo. Có nên không, chuột trong tay Lam Hà mở chat mật với thiên thành bao nhiêu lần thì cũng đóng lại bấy nhiêu lần, tâm trạng vô cùng xoắn quẩy và dần vặt. Rốt cuộc Lam Hà cũng quyết tâm, Nhanh chóng mở cửa sổ chat mật với Thiên Thành, tay lướt phím gõ nhanh ba chữ. Cẩn thận đấy, Lam Hà không nói nhiều, cậu tin chỉ ba chữ kia cũng đủ cho Thiên Thành hiểu. Tin vừa gửi đi, lòng cậu cũng nhẹ bấng, thoải mái hơn hẳn, bỗng dưng khi nhìn mọi người bàn bạc trong nhóm cậu chợt thấy nó chẳng liên quan đến mình. Biết rồi, cảm ơn. Đúng lúc này, Thiên Thành đáp lại cậu, cũng không nhiều lời, chỉ bằng chữ biết rồi thôi cũng khiến Lam Hà ngẩn người, nghe cứ như đã biết trước ấy nhỉ. Ông biết trước rồi à? Lam Hà tò mò hỏi: "Ừ, Thiên Thành đáp: "Biết cái gì, các công hội lớn ra tay với tôi." Thiên Thành trả lời, không ngờ ông lại rõ tình hình đến thế. Lam Hà giật mình lẩm bẩm, tuy không thân thiết với Thiên Thành, nhưng ở với nhau lâu, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Trong mắt cậu, Thiên Thành là một người PK pro, nhưng không giống như người có khả năng tư duy về những mưu mô trong cạnh tranh công hội. Vậy mà không ngờ cậu ta lại rất rõ tình hình hiện tại. "À không, là đại thần Diệp Thu nói với tôi." Thiên Thành nói thế, Lam Hà xứ người, cậu quên mất còn có siêu cấp đại thần đứng sau màn. Nếu người này đã biết, chị e cũng có bố trí gì đó cho Thiên Thành rồi. Tuy không rõ là gì, nhưng khẳng định không dễ sơi. Mình có nên, có nên không nhỉ, chỉ trong vòng chưa tới 5 phút đồng hồ mà Lam Hà lại xoắn suýt tập 2. Cậu định báo việc phải đề phòng quân mạc tiếu cho các công hội lớn, nhưng chợt nhận ra mình không thể giải thích rõ nguồn gốc của tin tình báo này trước khi kịp nói, cũng không thể nói mình mật báo cho thiên thành rồi được cậu ta tiết lộ lại lam hà còn mải đắn đo chưa biết nên làm thế nào kết quả là bên thảo luận đã tạm dừng mọi người đột nhiên im bặt cùng nhau quay lại trò chơi bắt đầu rồi hà lam hà gửi tin hỏi xuân dịch lão ừ xuân dịch lão đáp gọn lỏn cẩn thận đối phương có chuẩn bị cuối cùng lam hà vẫn nói ra sau đó lại thở phào cậu biết hành vi này nếu bị người ta vạch trần thì kiểu gì cũng chết nhưng trung quy vẫn không nói không được mong là thế câu trả lời của xuân dịch lão càng khiến lam hà ngạc nhiên hơn nhưng rồi cậu hiểu ra thực chất các công hội lớn đều mong sẽ phát sinh xung đột diện rộng với hưng hân nếu hưng hân có hành động bảo vệ thiên thành đó cũng là điều các công hội mong còn trả được toàn lừa gạt nhau lam hà thở dài cậu thực sự không theo kịp tiết tấu mọi chuyện đang xảy ra tuy sau đó vẫn kịp phản ứng nhưng trung quy vẫn chậm nửa nhịp hành động lúc này trong các đại công hội nào hội trưởng lớn nào công hội phân khu đều đã có sứ mệnh riêng cho nhiệm vụ lần này, mệnh lệnh vừa hô, hành động chính thức bắt đầu. Hồ Thiên Ba, khu luyện cấp 40 đến 43, mãn nhãn là mặt hồ lấp lánh xa ngàn dặm, sóng biếc vỡ bờ trải vạn xa. Nhưng đã là khu luyện cấp thì dù khung cảnh có đẹp tới mấy cũng ẩn chứa đủ thứ hung hiểm. Hồ Thiên Ba là nơi sinh sống của các tiểu quái hung dữ giải rác quanh bờ hồ. Trong hồ cũng có rất nhiều quái thú, cấp trong khoảng 40 đến 43. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, là phó bản hồ thiên ba cấp 40 đến 43, hiện đang là nơi để quân đoàn dẫn đầu cạnh tranh giết chóc tại khu 10. Lúc này, thiên thành đang loanh quanh bên hồ đánh quái. Người ở đây khá ít, vì theo đẳng cấp hiện tại, người đủ khả năng đến đây đánh quái chỉ có 99 người. Cho dù có đến hết thì đứng giải rác khắp hồ cũng khó có thể gặp được nhau. Nhưng người của các công hội lớn đã theo dõi thiên thành từ sáng sớm ngay khi gã ta chạy đến đây cầy level. Bên kia bàn thì bàn nhau thế, nhưng ngay khi xác định Thiên Thành là mục tiêu thì cũng bắt tay điều tra vị trí của Thiên Thành. Mục tiêu đang ở tọa độ 2568 4653. Người chơi phát hiện Thiên Thành lập tức gửi tin về, sau đó là truyền tới các thành viên do công hội lớn phái đi. Xuân Dịch lão, Lam Hà, các thành phần đầu não đều đích thân tham gia hành động lần này, giờ đang tiến về vị trí đó. Lần gặp mặt này, Xuân Dịch lão như không còn là kẻ kiệm lời như trước. "Dạo này thế nào?" Xuân Dịch lão hỏi Lam Hà không có gì, chỉ hơi mệt thôi. Lam Hà đáp, mấy hôm nay đều lóc tuyệt sắc à, bên hưng hân thế nào? Xuân dịch lão hỏi, phát triển khá ổn định. Lam Hà nói, có Diệp Thu hẳn là không phạm sai lầm gì. Xuân dịch lão nói, ừ, Lam Hà gật đầu, quả là khó đối phó. Xuân dịch lão thở dài, Lam Hà không nói gì nữa. Nhanh lên, hệ châu đi cùng nói, cuộc di chuyển này đều là những phần tử tinh anh của các đại công hội, vì thiên thành cũng không phải nhân vật dễ sơi, và lại mọi người đoán nhóm Diệp Thu sẽ có hành động gì đó, họ muốn mượn cơ hội này để gây báo, càng to càng tốt, có thể phá tan công hội hưng hân luôn là tốt nhất. Nhìn kia, thiên thành lôi minh điện quang trong đội ngũ đã thấy thiên thành. chương 366, chờ mai phục, bên bờ hồ thiên ba chỉ có vài loài bò sát lưỡng cư là quái trên level, hiện tại thiên thành đang đứng đó đánh chúng. Đội xuân dịch lão có tổng cộng 5 người, đúng chuẩn một đội đánh phó bản. Cả bọn đang ngồi trong rừng cây bên hồ, nghe tiếng kêu của lôi minh điện quang cũng không vội vàng nhú đầu lên cứ theo dõi rồi tính xuân dịch lão nói năm người cùng ngồi xếp hàng ven rừng góc nhìn của lam hà vừa chuyển thì chợt thấy bụi cỏ bên tay trái hơi lay động cậu nhú người nhìn về hướng đó bèn phát hiện trong bụi cỏ nhấp nhô mấy ai đi nhân vật lam hà nhận ra đó chính là thành viên tinh anh của trung thảo đường trung thảo đường cũng ở bên kia lam hà nói với đám người xuân dịch lão đúng vậy người của các công hội lớn gần như đều tới cả rồi Xuân dịch lão trả lời, nơi đây có bao lớn à, trông có vẻ không giấu được nhiều mai phục đâu. Hệ châu nhỏ giọng thầm thì, có khi nào chúng ở trong nước không? Lôi minh điện quang đoán, không thể trốn trong nước lâu như vậy. Xuân dịch lão đáp, tất cả các nhân vật trong vinh quang đều biết bơi lặn trong nước, có điều khi lặn trong nước sẽ sinh thêm nhu cầu dưỡng khí. Cứ nằm mãi dưới nước không chịu lên, kết cuộc chắc chắn sẽ chết đuối. Thời gian duy trì trong nước bao lâu còn phải tùy thuộc vào sức bền của nhân vật, không thể nào tồn tại sức bền đủ để ngồi trong nước mãi, vì vậy ta có thể dễ dàng nhận ra có mai phục trong nước hay không. Nhìn mặt hồ thiên ba từng gợn từng gợn sóng, nhưng không hề thấy bất kỳ cái đầu nào trồi lên. Thế nào rồi, hiếm khi xuân dịch lão gõ lên kênh tán gấu. Đây là kênh đoàn đội của họ, đội ngũ chia theo từng công hội, mỗi nhà phái ra khoảng 5 người, tất cả đều là cao thủ top 100 ở khu 10. Còn những công hội không có những cao thủ như vậy thì không hề hứng thú với kế hoạch quấy rối việc lập kỷ lục phó bản của Hưng Hân bên tụi tôi không phát hiện gì. Người trung thảo đường trả lời đầu tiên, không thấy, mưu đồ bá đạo tiếp lời. Cũng vậy, cộng một, cộng hai, từng công hội kéo bè đến đều đang đứng ở các hướng khác nhau, vây chặt thiên thành trong một phạm vi nhỏ. Ai nấy ngó trái ngó phải, nhưng không tìm ra manh mối nào. Hay hưng hân còn chưa sắp xếp gì? Có người hỏi, theo tôi, nếu hưng hân có định bày trò gì ở đây thì chúng cũng chịu thiệt thôi, cấp bậc của công hội chúng cỡ nào chứ? Mò đến đây, đừng nói PK, qua được ải của đám quái cũng khiến chúng đau đầu rồi. Một người nói thêm vào, người này nói rất có lý, Hồ Thiên Ba tập hợp quái từ 40 đến 43, mà đa số thành viên hưng hân lại khoảng đầu cấp 30, hôm nay vừa nhận thêm người cấp cao hơn, nhưng cùng lắm chỉ ngang ngang 36 và 37. Thành phần thích hợp đến đây luyện cấp thực sự, chẳng phải chính những người thuộc công hội như họ hay sao. Trừ họ ra, bất kể người chơi nào của khu 10 đến đây đều xem như vượt cấp. Có khi tụi mình nghĩ nhiều rồi. Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường kết luận, mẹ kiếp, tưởng du rất không cam lòng chửi thề. Nếu sớm biết đối phương không phòng bị, sao họ phải gióng chống khua chiêng thế chứ? Thiên Thành tất nhiên là cao thủ hàng đầu trong game, song người của họ có thua kém là bao, lập một đội thì đủ ăn rồi, nào phải tập hợp mấy chục mạng như bây giờ. Cứ chờ, bất thình lình xuân dịch lão ném ra hai chữ, cứ quan sát đã, có lẽ chúng ta quá nhanh tay nên hưng hân chưa kịp bố trí gì chăng? Hãy đợi thêm lát nữa, có khi người của chúng sang đúng lúc chúng ta đã mai phục sẵn. Bên Lam Khê Các, Hệ Châu diễn giải lại ý của Xuân Dịch Lão. Mọi người nghe cũng có lý, lần này, cả bọn không sợ hưng hân có mai phục, mà chỉ sợ đối phương không mai phục. Nhìn xung quanh yên bình, ai cũng thấy không cam lòng, nếu chờ thêm một chút mà có thể xem được một màn kích thích thì coi như chuyến này không bỏ công. Vì thế người mai phục ở xung quanh dần bình tĩnh lại, chẳng qua trọng điểm quan sát không còn là thiên thành, mà chuyển sang theo dõi động tính quanh đây quan trọng hơn còn phải truyền lại chỉ thị cho tất cả công hội, bảo người chơi luyện cấp phải chú ý hành động của thành viên hưng hân, nhất là hãy nhìn thấy những nhân vật tinh anh trong hưng hân như quân mạc tiếu, phong sơ yên mục hay hàn yên nhu thì phải báo cáo ngay lập tức. Kết quả, các công hội lớn đợi gần nửa tiếng, chẳng nơi nào truyền tin sang. Ê, chẳng lẽ cứ đợi mãi như thế, thiên nam tinh than thở, dù thế nào đối phương cũng là diệp thu, nếu nhận ra có biến, hành động cũng không đến mức chậm vậy đâu nhỉ. Tưởng Du nói tuy mưu đồ bá đạo không hề thích vị đối thủ to bự diệp thu này nhưng không thể không khâm phục bản lĩnh của hắn ừ xuân dịch lão đề nghị chờ đợi trước giờ cũng phải đồng ý với phán đoán đấy chỉ có lam hà kinh ngạc bởi cậu biết rõ diệp thu đã đoán trước được tình thế trước mắt nhưng vì sao lại cứ như không chuẩn bị cậu thật sự không đoán ra nổi theo ý cậu nếu không có biện pháp đối phó thế cứ bảo thiên thành sử dụng đại chiêu vô địch lóc ao tạm lánh đi giờ coi bộ không như cậu tưởng tượng hiển nhiên Xuân Dịch Lão chỉ coi lời nhắc nhở trước đấy của Lam Hà như một câu phỏng đoán tựa tựa bọn họ, lại không biết cậu chiếm được tin tình báo chính xác nên mới phán thế. Mà Lam Hà không biết mình nên nói hay không, giờ chỉ cần nói ra là sẽ bại lộ hành vi hai mang của mình, thật sự rất ngược. Nhưng giờ quả thực không còn thời gian cho cậu bối rối nữa. Tưởng du bên mưu đồ bá đạo đã không kiên nhẫn nổi, thấy mọi người không có chủ trương gì bèn lập tức nói, vậy còn chờ gì nữa. Ra tay thôi, thằng nhóc này làm tốn thời gian của mọi người quá, báo người ở điểm hồi sinh chuẩn bị. Tin vừa gửi đi, đội ngũ của các công hội đã bắt đầu hành động. Nếu chỉ có mình thiên thành là đối thủ, vậy không cần chú trọng gì, cứ giết bừa là hạ gục ngay. Người chơi của các công hội lao ra từ vị trí ẩn thân, không chút khí thế, không có khẩu hiệu. Chuyện đơn giản như vậy còn muốn hô hào, trông có vẻ rất nông cạn. Người chơi tay dài hệ xạ thủ đã nổ súng, phá vỡ sự yên tĩnh của Hồ Thiên Ba. Không ít quái bò sắt ẩn nấp trong bãi cỏ lau và đầm lầy bị kinh động nhưng chúng không đáng để chú ý thứ cần chú ý là tên nhóc thiên thành phản ứng rất nhanh vừa nghe tiếng súng đã lẩn mất người nhảy vào hồ thiên ba không hổ là thiên thành người lam khê các sông tới thấy được phản ứng nhạy bén của thiên thành không nhịn được thốt lên hừ chi nguyệt khuynh thành của lam khê các hừ một tiếng khinh thường cô là nữ game thủ càng ghét loại hành vi ức hiếp đoạt quái của thiên thành hơn cô hiểu tiếng cảm khái mà người lam khê các thốt lên đó là vì sự nhanh nhạy được hình thành từ thói quen đấy người vừa thấy chỉ muốn giết gã ở thần lĩnh chi vực nhiều biết bao thiên thành đã tập quen với việc pi cây mọi lúc mọi nơi rồi hơn nữa gã cũng đã có ước định với lam khê các công hội sẽ không ra mặt giúp đỡ những chuyện thù hẳn cá nhân vậy nên lâu nay gã luôn một mình tự túc lúc sống lúc chết nói tóm lại thiên thành rất có kinh nghiệm ứng phó mấy chuyện này bấy giờ tất cả cùng xông lên thiên thành không hề kinh ngạc hay khó hiểu lập tức lao về phía hồ thiên ba hiển nhiên đã xác định bên này không có mai phục nhưng người chơi các công hội lớn cũng không coi ra gì, xuống nước thì cứ việc xuống, mọi người đều biết bơi, cứ đuổi tiếp là được, có gì ghê gớm đâu. Người đến đều là những tay phong phú kinh nghiệm hoặc hội trưởng của các công hội lớn, thực lực của những nhân vật ấy hơn hẳn thiên thành, thế nên chả có gì phải sợ cả. Đừng để nó chạy, tưởng du vội giống lên, gã vẫn đang dùng ức clone pháp sư nguyên tố thích vô giúp vui, chân đuổi theo tay vung pháp trượng ngâm sướng, một chiêu băng xương tuyết cầu bay ra từ mũi pháp trượng, lăn theo thiên thành những người chơi nghề khác của các công hội cũng dùng đủ mọi thủ đoạn có thể tấn công thì tấn công có thể ngăn chặn thì ngăn chặn cận chiến phải tới gần thì tăng tốc nhân vật khác nhau từ những hướng khác biệt cùng sông tới tất cả đã tính toán từ trước phán đoán đường chạy của thiên thành mà chuẩn bị chặn đầu phía bên kia cuối cùng băng xương tuyết cầu của tưởng du không đánh trúng thiên thành gã vừa mau chóng đuổi tiếp vừa chỉ huy những người bên cạnh tấn công từ đủ hướng đều là tay già đời có lệnh cũng chẳng cần nghe cách làm cụ thể thứ cần nghe chỉ là thời cơ tưởng du vừa mở lời bốn người mưu đồ bá đạo chia làm hai đường hai người xông thẳng vào nước chuẩn bị đâm nghiêng hai người còn lại đuổi thẳng theo thiên thành chặn lại đường lui những công hội khác cũng ôm cùng suy nghĩ chỉ trong chốc lát đã có nửa quân số nhảy xuống nước hồ thiên ba vốn chỉ hơi gợn sóng đột nhiên dâng trào bọt nước một đám nhân vật tựa như ngư lôi mà mục tiêu họ muốn đánh chìm chính là kẻ đã xuống nước trước tiên thiên thành đang bơi như điên nhóm tấn công xa ngăn lại tưởng du lại gào lên gã tương đối thẳng thắn, cũng chẳng quan tâm người của công hội khác có nghe theo không, gã sẽ chỉ điểm những lúc cần thiết, không nói không vui. Những kẻ đánh xa như hệ xạ thủ chạy đến mép nước cũng không nhảy vội, chỉ nhắm vào thiên thành mà bắn liên tục. Đây cũng là hành động thuộc về kinh nghiệm. Ở trong nước, nhân vật không đứng yên mà rơi vào tình trạng lành bình, đặc biệt vào thời điểm nhiều người nhảy hồ như này, bọt bắn tung tóe, tình trạng lành bình càng dữ dội hơn. Trong trạng thái đó, nghề tấn công xa sẽ gặp khó khăn trong việc ngắm bắn hơn, vì vậy tất cả đứng vững trên bờ bắn cho đã đời rồi tính sau có vẻ như thiên thành cảm nhận được sự uy hiếp từ bè lũ sáp lá cà này đột nhiên chìm mình xuống nhân vật lặn vào trong nước mấy đứa khác thấy vậy cũng đua nhau lặn theo nếu để thiên thành lặn quá sâu những người ngoi trên mặt nước sẽ không thấy được phương hướng của đối phương ai ngờ chính vào lúc nào trên mặt hồ đột nhiên bắn lên một đám bọt nước trắng xóa kèm theo một tiếng nổ mạnh vang dội giữa đám bọt nước một gã người chơi bị cuốn bay lên cao chương 367, từng đợt sóng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này đám người chơi đều đứng cùng một chỗ, đỡ phải gửi tin trên kênh đoàn đội, cứ hét lên thì ai cũng nghe thấy. Ngay thoáng chốc người chơi kia bị sóng nước tung thẳng lên trời, tất cả mọi người cùng la ầm lên. Xong, cho dù có kêu gào đến mấy, cũng không thể lấn át tiếng rồn dập rõ to tiếp đấy. Tạch 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 tạch, giữa những âm thanh liền kề sen lẫn tiếng bọt nước tung tóe, từ trong hồ chỉ nhìn thấy từng viên đạn liên tiếp xé nước mà ra bay thẳng đến người chơi bị sóng hất cao kia dưới nước có người có người kêu lên bên hồ thiên ba chỉ có vài loài bò sát lưỡng cư hoặc đám quái thú sống dưới nước tụi nó chắc chắn không biết xài súng chỉ có thể xuất phát từ chính nhân vật của người chơi mà thôi tiếp đấy là sao có thể chứ nhiều người hãy còn đang kinh ngạc họ đã chừng mắt canh chừng ở đây hơn một tiếng rưỡi trên mặt nước có xuất hiện đứa nào đâu giờ lại bất chợt có người xuất hiện dưới nước mà tên này chắc chắn không phải thiên thành làm thế nào mà hắn có thể trốn thoát ánh mắt của mọi người trước vậy? Ơ ờ, ơ, bên lam khê Các, hệ châu đột nhiên cả lâm luôn. Có gì thì nói đi. Xuân dịch lão vừa không ngừng đuổi đánh vừa hô. Đây hình như là một kỹ thuật thao tác rất hiếm người dùng. Hệ châu bảo là cái gì? Em không nhớ rõ tên. Nói chung là chuyên dùng cho thủy chiến, nhân vật ẩn thân dưới nước, trôi nổi theo sóng, thỉnh thoảng lại khẽ ngửa mặt bổ sung dưỡng khí. Trong thủy chiến nó đã từng hữu dụng cho việc đánh lén khi mới xuất hiện, sau vì nguyên do quá gần mặt nước, người ta chỉ cần chú ý chút là được nên dễ dàng bị phát hiện, độ thực dụng giảm bớt, dần dà bị loại bỏ. Hệ châu đáp, nghe chú nói xong, hình như anh cũng có chút ấn tượng. Xuân dịch lão ngẩn ra, tuy nó đã bị bỏ, nhưng thao tác kỹ xảo này. Cũng thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp đấy. Hệ châu tiếp lời, là quân mạc tiếu ư. Xuân dịch lão nặng nề nói, trong khoảnh khắc họ trao đổi bên này, bên hướng khác đã có người lặn xuống tìm kết quả ai ngờ chỉ thấy sóng cuồn cuộn một hồi liên tiếp có ba người chơi bị hất bay khỏi mặt nước chiến đấu trong nước nhiều hiệu quả tấn công không giống trên đất bằng những người chơi bị hất khỏi mặt nước chúng loại công kích nào đến cả người trong cuộc cũng không đoán ra được nhưng cuối cùng họ đã thấy rõ thứ dưới nước là gì quân mạc tiếu phong sợ yên mộc những kẻ lặn xuống đều gấp gáp gửi tin trong đoàn đội đùm hóa ai nấy chửi bậy sau khi nhận tin bởi sức ảnh hưởng mà hai cái tên ấy mang đến quá nặng nề. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh, đây chính là bộ đôi phối hợp hàng đầu trong giới chuyên nghiệp đó. Giờ người của họ có nhiều mấy, chống lại hai người, trong lòng ai cũng không nắm chắc. Hiện tại, đám nhân vật vừa nãy còn lăn lộn trên mặt nước rất sung, không hẹn mà cùng nhau bất động. Gặp hai đứa này có chiến không, họ hy vọng nhận được mệnh lệnh rõ ràng. Tùm, 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 sau ba tiếng liên tục, rồi thêm một tiếng nữa, thêm bốn người chơi lần lượt bị chìm xuống nước nữa thao tác chịu thân vẫn sử dụng được trong nước nhưng hiệu quả không phải mới lăn người thì đứng ngay được như trên mặt nước chẳng qua người chơi phải nhanh chóng điều chỉnh thân thể ngay thời điểm chuyển giao cân bằng lúc chạm nước chứ không phải giống một hòn đá rơi thẳng xuống đáy tranh đấu với sức nâng và lực hút có điều đám người chơi tinh anh của các công hội chỉ tập quen với chịu thân trên đất bằng chẳng mấy ai luyện tập chuyên biệt trong nước bốn người chơi luân phiên chịu thân thất bại bốn tiếng tủm vừa qua cả đám nhanh chóng chìm sâu xuống đáy. Hiệu quả giống hệt khi rơi xuống đất, sau hồi lâu, cả bốn mới ổn định thân hình dưới đáy, chuẩn bị chui lên mặt nước thì chợt thấy bọt nước ập đến, xoay góc nhìn xem thử, một chùm sáng lớn đang bắn tới. Đó là chiêu súng laser trong nước đến từ bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh. Trong trò chơi, ngoại trừ những chiêu được ghi chú đặc biệt ở phần thuyết minh, thì bất kỳ kỹ năng nào cũng dùng được trong nước. Chẳng qua trong môi trường khác nhau, hiệu quả xuất hiện sẽ khác nhau. Đa số là do áp lực dưới nước hạ thấp tốc độ. Súng laser của bậc thầy pháo súng dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn nhanh như trước. Mà hành động của nhân vật trong tay người chơi chịu ảnh hưởng bởi lực cản dưới nước, không thể nào nhanh như trên cạn, há có thể tránh khỏi đòn tấn công siêu tốc ấy. Chiêu súng laser dùng dưới nước, một cột sáng bắn ra, ngay cả người trên mặt nước cũng có thể thấy, đủ loại hiện tượng quang học như phản xạ, khúc xạ càng khiến nó nhìn hoành tráng hơn khi dùng trên bờ. Bốn người chơi nọ bị súng laser xuyên thành kẹo hồ lô, chết thì chưa, nhưng thương tổn chịu được không rõ mấy. Cả bốn người choáng váng đầu óc, chợt thấy một bóng người bay tới cạnh mình, thao tác hàng loạt kỹ năng. Ai ai cũng thấy đám kỹ năng đó siêu chậm, tự thấy có thể tránh thoát 100%. Mà quên khuấy kỹ năng của đối phương biến chậm, động tác của họ cũng trở nên ngắc ngứ. Mắt họ nhanh, thao tác cũng nhanh, nhưng lạ thay nhân vật lại chậm chạp như không tuân theo sự điều khiển, thế nên ăn hết những kỹ năng tự cho là có thể tránh khỏi kia bên kia sao thế cả những người chơi trên mặt nước cũng không biết chuyện gì đang xảy ra họ chỉ thấy bốn nhân vật chìm xuống như sủi cảo sau đó một cột laser bắn ra rồi một vùng nước không ngừng sôi sục bọt như nấu sôi trông một mạch có vẻ giống bỏ sủi cảo vào nồi súng laser châm lửa nấu nước chính giúp cả đám còn đang suy ngẫm hành động nấu sủi cảo này là gì kênh đoàn đội đã có người kêu cứu nói thật tất cả không thấy rõ có bao nhiêu sủi cảo đang bị nấu chẳng qua thấy tình hình xuất hiện chỗ lạ thường nên còn xoắn suýt chi nữa tuy lão đại chưa ra lệnh có chiến tiếp không nhưng đã có người kêu cứu sao cũng không thể ngồi yên phớt lờ mãi được thế là đám người chơi đang ngâm mình trong nước bèn lặn xuống hết nhìn về phía phương hướng kia cả bọn chỉ thấy vùng nước bên ấy như sóng cuộn biển gầm ngay cả chuyện có bao nhiêu người cũng không trông rõ mọi người vội vàng lại gần đột nhiên nhìn thấy nơi đó thấp thoáng một ánh sáng trắng cả bọn hoảng hốt nhìn sang cột đoàn đội quả nhiên một người vừa hy sinh rời khỏi đoàn đội mau chui lên, người vừa chết, tức thì người nhà ai nấy rõ. Vì thế người cùng nhà bèn gấp gáp bảo tất cả mau chui lên. Khoảnh khắc mọi người nổi lên khắp bốn phương tám hướng, ánh sáng trắng lại ẩn hiện vài lần trong sóng nước. Cuối cùng, sóng ngừng xô, hồ phẳng lặng, lưu lại một nhân vật lặng yên đứng đấy quân mạc tiếu. Bốn người cứ thế mà chết, cả bọn bỗng nhiên ngơ ngác, bỗng không dám tiến tới. Bọn họ muốn tiến lên cứu mạng, nay người đã chết, tiến lên nữa phải chăng sẽ thành toi mạng mọi người đều khựng lại, bất giác quan sát xung quanh. Đánh giá rồi mới phát hiện họ có những 30 người, thế nhưng đối mặt một người lại bị hù sợ liên tiếp. Nghĩ thế, tất cả xấu hổ vô cùng. Dù đối phương có là đại thần Diệp Thu, phe ta người đông thế mạnh, nào có lý do để sợ chứ? Có người còn đang ngẫm nghĩ, có kẻ đã la toáng trong kênh, có mỗi một đứa, là ai cũng đách sợ, tất cả cùng nhào lên. Tin vừa xuất hiện đã có người lùi thẳng ra, bên phía kia, quân mạc tiếu của Diệp Tu cũng không đứng được mặt trời hắn đánh chết bốn người dưới nước, dưỡng khí sắp không đủ dùng, bèn tháo chạy lên mặt nước. Khống chế đừng để nó ngoi lên mặt nước, có người phát hiện cử động đấy, đoán ngay được quân mạc tiếu thiếu dưỡng khí, chỉ cần hắn không ngoi lên được sẽ không chiến mà thắng, vậy nên nhanh chóng gửi tin đi. Ngay lập tức, hai bóng người chợt xuất hiện trên đỉnh đầu quân mạc tiếu, ngăn đường hắn nổi lên. Đấy là hai người chơi ninja, dùng ảnh phân thân di chuyển trong chớp mắt, nhảy thẳng tới đây định bụng ngăn cản thử. Kết quả Quân Mạc Tiếu duỗi tay ra, ném đại một quả lựu đạn. Trong nước không thấy nhiều ánh lửa, nhưng sóng nước chợt cuồn cuộn nổi lên lần nữa, hai tên ninja và Quân Mạc Tiếu cùng nổi trên mặt nước. Chẳng qua, hai đứa kia là bị nổ văng, Quân Mạc Tiếu là tự bơi lên thở. Vừa mới nổi lên, Quân Mạc Tiếu cũng không nghỉ ngơi, trái mâu phải kiếm, tấn công đồng thời hai em ninja. Bên kia, Tô Mộc Tranh như chờ đợi từ sớm, vai vác pháo hạng nặng, lên xuống trên mặt nước trước chuyện chìm nổi không gây ảnh hưởng gì đến độ ngắm bắn chính xác của tuyển thủ chuyên nghiệp trong âm thanh rầm vang của pháo hai ninja không ngừng quay cuồng trên mặt nước ế cậu đừng làm khán giả chứ diệp tu chợt hô lên trên mặt nước phía kia một nhân vật ngơ ngác lộ đầu tên trên đấy rõ ràng là thiên thành tên này giao cho cậu quân mạc tiếu quất ra một trường một trong hai ninja đạp gió rẽ sóng lướt về phía thiên thành chỉ biết ăn hiếp cướp quái của lũ trẻ không làm được mấy chuyện có độ khó cao à sau khi Diệp Tu đưa cho Thiên Thành một đối thủ, hắn nói. Mà quân mạc tiếu của hắn cũng chợt nhảy lên, nhảy trong nước không cao được bao nhiêu, nhưng một cú đó thôi đã tránh thoát những công kích lộn xộn bên dưới. Rồi tay hắn vuốt vuốt, một quả lựu đạn lại rơi xuống. Đù má người chơi mới nhú đầu khỏi mặt nước, thấy một quả lựu đạn đang nện xuống đầu, định trốn vội sang bốn phía, có điều làm thế quái nào nhanh được trong nước chứ. Một tiếng ẩm vang lên, sóng lại cuồn cuộn giạt người chơi của vùng nước phía dưới sang một bên tiếp đấy lại vang lên tiếng tủm, quân mạc tiếu của Diệp Tu lại chìm mình xuống nước. chương 368, cả đám chết chìm, lựu đạn, đây chỉ là một kỹ năng cấp thấp của chuyên gia đạn dược, tuy gây sát thương diện rộng, nhưng giá trị thương tổn lại cực thấp. Có điều về mặt phạm vi ảnh hưởng, kỹ năng cấp thấp lại có hiệu quả rõ hơn vì thời gian si đi ngắn. Mà giờ còn đang ở trong nước, lựu đạn nổ gây hiệu quả càng rõ ràng. Trong nước, hiệu quả đẩy nhân vật không chỉ mỗi bốn phía mà là toàn bộ phương hướng bao gồm cả trên lẫn dưới. Lúc này, người phía trên mặt nước bị sóng xô ảo ạt khắp nơi, người phía dưới đáy chuẩn bị trồi lên cũng mất phương hướng vì đợt sóng xung kích ấy. Sau đó bên tai vang lên âm thanh có người tiến vào nước, sóng vỗ cuồn cuộn, rồi một đường kiếm sắc bén xuất hiện. Lúc xuống nước Diệp Tu sử dụng thao tác chịu thân, động tác của quân Mạc Tiếu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, vừa mở đầu đã lập tức rút kiếm đánh ra rút đao chảm. Kiếm khí xé nước mà ra, tạo nên một chuỗi bọt nước trải dài. Tốc độ mặc dù không nhanh bằng trên đất, nhưng không ai có thể tránh né được khi đối mặt với nó. Sau đó quay người lại đẩy ra một trường xuống phía dưới. Hiệu quả của lạc hoa trường dưới nước tuy kém hơn trước, nhưng nhờ dòng nước không ngừng lan rộng, phạm vi công kích của nó cũng lan ra theo. Trường này vừa ra, phía dưới có ít nhất 5 người bị kiềm hãm thân thể, bất giác nhấn chìm theo dòng nước. Những người vây giết thiên thành chẳng có ai gà cả, đều là tinh anh của các công hội lớn. Sau khi tự mình trải nghiệm hoặc xem qua cảnh giao đấu của mọi người và quân mạc tiếu, ai cũng đột nhiên hiểu rõ một đạo lý, ở dưới nước, tranh lệch giữa họ và quân mạc tiếu càng khủng khiếp hơn trước. Bởi vì nước là một môi trường khá đặc thù, ở đây, họ phải đánh giá lại toàn bộ điểm thuộc tính cũng như hiệu quả kỹ năng. Về phương diện này, có là những nhân vật tinh anh trong biển người chơi như họ cũng không có nhiều kinh nghiệm. Bởi vì trong game những nhiệm vụ hay phó bản nằm ở dưới nước khá ít. Dù có, thời gian cũng rất ngắn, lại chỉ ứng phó NPC, người nào thành thạo cả quá trình đều dễ dàng vượt qua vậy nên cả bọn không có kinh nghiệm trong việc vì cơ ứng biến dưới nước thế nhưng diệp thu không giống vậy xuất thân từ tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn chuyên môn nghiên cứu những tình huống chiến đấu khác nhau có thủy chiến nếu vậy thì trong bản đồ thi đấu của giới chuyên nghiệp sẽ có bản đồ nước thậm chí còn có chiến đội am hiểu về thủy chiến sau đó chủ động chọn bản đồ nước khi thi đấu để chiếm ưu thế cho mình do đó bất luận là tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng phải nghiên cứu qua bản đồ nước đâu giống với đám người chơi bình thường ở dưới nước còn dùng ánh mắt của kẻ trên bờ để đoán so với vị đại thần chuyên nghiệp này giờ trông họ hệt như đám chim non mới nở đang lúc trong lòng mọi người cảm thấy sợ hãi bỗng nhiên vang lên một âm thanh nặng nề một loạt sóng nước đánh tới đả thương cả bọn cùng lúc khiến đứa lắc bên này ngã bên kia cả đám chuyển góc nhìn thấy phong sợ yên một đứng dưới nước đằng ấy họng pháo vừa bắn ra đạn pháo của cô nàng đang ngưng tụ thành một vòng xoáy xung quanh đều là xoáy nước xoay tròn giờ cả đám mới kịp phản ứng Người xem cả đám như chim non mới nở, không phải một mà những hai. Làm sao bây giờ, thật ra ai cũng có chính kiến với tình thế trước mắt, nhưng không thể không xin chỉ thị từ cấp trên. Không nghi ngờ gì, đây chính là thời điểm đau khổ nhất của lũ cấp trên. Bọn họ đều là cao thủ, so với mọi người càng biết rõ hơn tình huống lúc này bất ổn ra sao. Có ai nghĩ tới chuyện người ta lợi dụng kinh nghiệm của tuyển thủ chuyên nghiệp để kéo mình xuống nước đánh đâu. Đây rõ ràng là khi dễ người mà mấy anh hội trưởng đều khóc không ra nước mắt, bọn họ đã mất bốn người rồi, nếu đánh tiếp không chừng sẽ có người hy sinh. Quan trọng hơn, giấu cả bọn chiếm được thế thượng phong, trong một tình huống thiếu thốn kinh nghiệm như vậy, nếu đối phương đánh không lại mà chuồn mất, liệu bọn họ còn cách nào để ngăn cản không? Không tự tin, không một ai tự tin cả. Mấy anh hội trưởng lén lúc thảo luận, còn dưới nước vẫn không ngừng đánh nhau. Mọi người kinh hoàng phát hiện ra một chuyện, thật ra cho tới giờ quân mạc tiếu luôn chủ động tấn công họ, điều này nói lên cái gì? Nó nói rằng đối phương có sợ gì họ đâu, có thể chiếm ưu thế về nhân số, song xuống nước thì chỉ là tép siêu trong mắt mắt đại thần. Những kẻ ôm bụng tranh tài với đại thần, biểu hiện sau cùng lại khiến người ta đỏ mặt tía tai. Kỹ năng phóng ra cứ như nhắm mắt đánh bừa, trong quân mạc tiếu tránh né chẳng vất vả tẹo nào, sau đó phản kích lại, một chút rồi một chút, chỉ đâu đánh đó. Né đi, né trước đi, có người không đợi được chỉ thị của hội trưởng, đã bắt đầu chủ động đưa ra đề nghị không ít người cho là phải lập tức bắt đầu tránh né thật ra không thể nói bọn họ chưa từng nỗ lực họ có đấy chứ nhưng trên mặt nước và trên đất liền không giống nhau trên đất liền di chuyển cũng theo bốn phương tám hướng nhiều nhất thì khinh công nhảy lên nhưng ở dưới nước lựa chọn cách di chuyển nhiều vô cùng vây quanh một nhân vật họ cũng cần bố trí nhiều người hơn bọn họ không hề am hiểu đành bó tay trước quân mạc tiếu người ta vừa bơi vừa đánh Đám người chơi trong nước thì hứng hết chẳng chừa cái nào. Á à, có người kinh ngạc la lên một tiếng, rồi ai nấy nhìn thấy tên mang theo bong bóng thoại á đang liều mạng sông về phía mặt nước. Nhưng rất nhanh, một quả đạn pháo nổ tung trên đầu gá, sóng nước ảo ạt, chẳng cách nào tiến lên được, trái lại còn bị đẩy chìm thêm một khúc. Người này cũng chẳng để ý đến một kích đó, sau khi ổn định lại tiếp tục trồi lên mặt nước một cách mạnh mẽ. Mà lần này, không có ai để ý tới gã nữa, thế nhưng ngay khi sắp vọt lên được, cơ thể bỗng nhiên bất động sau đó bắt đầu co rút từng đợt trong nước cả đám ngẩn ra hoảng hốt không hiểu chuyện gì lúc chìm xuống nước người này đã dùng hết dưỡng khí sinh mệnh gần tàn xuất hiện dấu hiệu co rút tức là đã hết cứu hệt như nhân vật trong anime trước khi chết đều để lại dấu hiệu sau cùng để bạn biết được chuyện gì đang xảy ra quả nhiên co rút không bao lâu thì ngừng lại nằm im du trôi nổi theo trong nước không lâu sau một tia sáng trắng lóe lên người chơi đã chọn cách hồi sinh về thành đoàn đội vừa hay lại ít thêm một người kẻ chết chìm vừa nãy có thể xem như lời nhắc nhở mọi người ngay tức thì đã có hơn nửa số người ở đó mặt mày trắng bệch cả bọn lo này lo kia thế nhưng lại quên lo lắng thanh dưỡng khí cũng có kẻ nhớ nhưng lại nghĩ chuyện này rất cơ bản mọi người sẽ không quên nên cũng chẳng thèm nhắc nhở bố con thằng nào thanh dưỡng khí của mỗi người ngắn hay dài đều phụ thuộc vào sức bền chả ai giống ai nên cũng không thể so sánh cách dùng của người này với người khác mãi đến khi có chuyện chết đuối xảy ra Non nửa người mới giật mình phát hiện bản thân đã mắc một sai lầm cấp thấp siêu chết người. Trong chốc lát, cả đám người đua nhau lao về mặt nước. Mà lúc này đây, bọn họ biết mình đã quên, nhưng đối thủ của họ sẽ không quên tính đến. Bóng dáng của Quân Mạc Tiếu nhanh chóng xuất hiện ngay cạnh họ, vừa bộc phá vừa đánh trưởng vừa tóm lấy, nói tóm lại là tận sức mặc tình mà đạp cả đám xuống nước. Nếu có thể cố gắng chịu thương, những người này sẽ chẳng bận tâm gì. Nhưng Diệp Tu lại đang dùng tất cả những kỹ năng có thể di rời vị trí. Lúc này ở dưới nước, có loại đẩy lùi, có loại đổi phương hướng, nhưng chỉ chăm chăm đạp người ta xuống nước mà thôi. Một đám người mới nãy còn nhe răng múa vuốt, bây giờ vừa dãy giụa vừa gấp gáp kêu to gọi nhỏ trong kênh. Những người khác sao có thể không muốn cứu đồng bọn, nhưng thật sự là bó tay chịu chết rồi. Truy giết một người, cách di chuyển và kế hoạch định sẵn rất quan trọng, nhưng dưới đáy nước lúc này, bọn họ không hề bắt kịp cách di chuyển xảo quyệt của tên quân mạc tiếu kia. Tiếng kêu cứu trong kênh đoàn đội ngày thêm cấp bách, đám hội trưởng đại nhân cũng càng dối rắm nghĩ suy, muốn tự mình xông lên cứu viện cũng không phải không có, kết quả ngược lại cũng chẳng giúp ích được gì. Mấy người chỉ huy vừa đánh xuống nước lập tức để lộ ra bao nhiêu sơ hở, đến cuối cùng lại ngượng quá im thiên thít luôn. Không đến một lúc, lại có người bắt đầu co rút, hẳn nhiên là dưỡng khí đã dùng hết, sinh mệnh đi tong, chết chìm trong nước. Theo ngay sau đó, một loạt người khác bắt đầu có phản ứng tương tự, nhưng ngay lúc này quân mạc tiếu lại phóng lên phía mặt nước. Mọi người sực tỉnh, lập tức hiểu rõ quân mạc tiếu cũng không thể duy trì thêm được nữa thế là vội vã đuổi theo muốn bắt hắn phải xuống nước lần nữa kết quả vừa đến thời khắc mấu chốt phong sơ yên một phía bên kia đã bắn cho một loạt đạn pháo qua đây trong nước công kích của bậc thầy pháo súng chưa hẳn chính xác nhưng loại kỹ năng đạn pháo chỉ cần một phát hiệu quả dưới nước còn hãi hùng hơn nhiều so với trên mặt đất bấy giờ phát pháo đó bắn tới phía sau quân mạc tiếu khiến sóng nước cuồn cuộn dâng lên quân mạc tiếu và cô nàng là đồng đội hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đây là quy tắc sống chết của trò chơi. Mà những người khác thì đâu có được diễm phúc này? đã bị sóng nước tấn công dồn dập, có gắng ngượng thế nào cũng vô phương giữ nguyên vị trí. Bởi vì quân mạc cứu muốn trồi lên thông khí, mấy tinh anh bên công hội rốt cuộc cũng chạy thoát được mấy người. Thế nhưng, lúc này dập dềnh dưới đáy nước cũng phải có ít nhất chừng 10 thi thể trôi nổi. Vì một sai lầm cực kỳ cơ bản mà đoàn đội của các công hội đã bị tổn thất rất lớn. Rốt Xuân dịch lão hiếm khi nhắn gửi lúc này lại thình lình trồi đầu lên trong kênh. Mọi người ngóng trông một chữ này không biết đã bao nhiêu lâu rồi, lúc này cũng chẳng thèm để ý xem mệnh lệnh đó có phải hội trưởng nhà mình đưa ra hay không, lập tức xoay người phóng về phía bờ hồ. Trong lúc tháo chạy bọn họ quay đầu lại, phát hiện ra quân mạc tiếu thế mà còn đang đuổi theo sau lưng. Mọi người cõi lòng tê tái, quả nhiên, ban đầu còn tưởng quyền chủ động thuộc về tay mình, đang lo lắng đánh hay không đánh, bây giờ nhìn mà xem, cái này gọi là chiến sao. Là phản kích đó chứ, Mọi người tâm trạng phiền muộn, có điều bởi vì người đông, mà lúc này bên quân Mạc Tiếu lại ít quân số nên cũng đành bó tay chịu thua khi bọn họ chạy trốn. Tầm mắt trông thấy đã sắp lên đến bờ, bỗng nhiên từ trong rừng cây trước mặt nhảy ra vài kẻ, rõ ràng mai phục từ trước. Kẻ dẫn đầu cầm nghề lưu manh, xem bộ trang bị nghề nghiệp cấp 30 trên người hắn thì thấy cấp thấp bỏ cha, vốn không nên xuất hiện tại khu vực luyện cấp này mới phải. Thế nhưng vừa nhìn thấy ID trên đỉnh đầu hắn, cả đám lòng nguội như cho. Bánh bao xâm lấn, đây chẳng phải một trong những cao thủ trụ cột của công đoàn hưng hân đó ư. a à, ở đây nè, nhanh lên nhanh lên, nhiều người lắm. Cả đám nghe thấy bánh bao xâm lấn kêu to mấy tiếng. Nhiều người, hai chữ này là đang nói bọn họ sao. mươi 369, tiến thoái lưỡng nan. Vừa thấy bánh bao xâm lấn lộ mặt, lũ người đang đạp nước bơi vào bờ bỗng chốc cứng người. Không phải vì bánh bao xâm lấn đáng sợ bao nhiêu, mấu chốt là nhìn vào tình hình hiện giờ, đối phương rõ đã có chuẩn bị trước đầu tiên dụ họ xuống nước, rồi lợi dụng khuyết điểm không giành thủy chiến của đông đảo người chơi, để hai em chuyên nghiệp dạy dỗ cả lũ một trận. Đến khi cả bọn bừng tỉnh toàn dẫy lên bờ, người lại đang mai phục trên đấy, tuy không nhiều, trước mắt chỉ có ba đứa. Nhưng vấn đề là một bên đứng trên đất, một bên thì ngục dưới nước. Mọi người bất giác nghĩ tới một từ, cua gậy đánh chó rơi xuống nước. Sông lên, con đường phía trước hắn còn chưa đoán được, dính cứng dưới đây chỉ có nước mặc quân mặc tiếu sử đẹp. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đồng thanh hô một tiếng mấy người chơi trực đến bên bờ đều bất thình lình nhảy lên tưởng mình sẽ nhảy khỏi mặt nước người đang giữa không trung đột nhiên nghe thấy ba tiếng pháo vang tiếng động lại vọng từ phía rừng cây nhỏ gần bờ ánh lửa vừa hiện giữa bóng cây thấp thoáng ba phát pháo đã liên tiếp bay tới mấy tên nhảy nửa chừng không ai trốn được chỉ đành quơ vũ khí xem xem có viên nào bay tới không mà bổ thao tác này về mặt lý luận thì có khả năng hơn nữa còn hay xảy ra trong giới chuyên nghiệp nhưng trong game, người có thể làm được lại không nhiều, phần lớn chỉ giới hạn ở mức đứng vững trên đất bằng thôi, giờ còn đang di động trên không, đòi công kích đạn pháo mới ra nòng bay vận tốc cao, chuyện cứ như đùa. Ba phát pháo nghênh đón mấy kẻ vọt ra khỏi nước, thoát cái nổ tung. Khí nổ chấn bay vài tên, tiếng tủm tùm liền theo đó, năm người nhảy ra, bốn người bị nổ trúng, lại ngã phịch xuống nước lần nữa. Người thứ năm tránh được một kiếp, đang sướng dơn, ai dè chưa kịp chạm đất đã trúng một gạch ngay mặt. Hàn Yên Nhu bên cạnh bánh bao xâm lấn sông tới, chiến mâu run run ra liên chấp. Cậu bạn này vẫn đang chơi vơi, chúng liên chấp thì bay thẳng ra xa, không trung phục ra một đường máu, cũng tủm một tiếng. Điểm khác là cậu ta rớt xuống nước xong, mặt nước còn nổi lên một nhúm đỏ, cũng mất máu không ngừng. Hiển nhiên là do đường Nhu thao tác liên chấp chuẩn xác, hai chấp đều cùng chung một chỗ, đánh ra trạng thái dỉ máu. Bánh bao xâm lấn, Hàn Yên Nhu, hai người này đều là mãnh tướng đội phó bản của quân Mạc Tiếu không ai dám khinh thị. Người bắn pháo lén trong rừng cây là ai? Vừa nãy không ai thấy rõ, nhưng lúc này người chơi yên vũ lâu đều phải nín bật hơn bất kỳ công hội khác, bởi cái thói quen này đã khiến họ nhớ tới mã hậu pháo mới rời khỏi công hội bọn họ tức thì. Đứng bên bờ còn có một người, cũng là kẻ không ai biết đến, nhưng trong mắt cả bọn, uy hiếp từ người này lại trội hẳn ba người kia. Do người này cố nhiên là một triệu hồi sư, hiện giờ đã triệu hồi một đống thú triệu hồi, xếp thành một hàng chắn trên bờ, ngăn trở lối đi của họ. Đánh không lại thú triệu hồi, mấy cao thủ này còn chưa tới nước đó, nhưng nó làm chậm trễ thời gian, bị thú triệu hồi cuốn phải, bánh bao xâm lấn hay hàn yên nhu hay tên bắn pháo lén lại thò tay góp thêm, ấy không phải là sẽ bị quăng xuống nước nữa ư. Nếu bị quăng xuống nước thì, một cái tên trong đội lại tối thui rồi biến mất, dĩ nhiên là ngủm củ tỏi bên dưới. Người để ý sẽ lập tức phát hiện đây là một trong bốn người vừa bị ầm rơi trở lại, hiển nhiên đã bị quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên một núp trong nước bắt chúng, chết phải nói là nhanh gọn lẹ. Hậu có truy binh, trước có chặn đường. Hội trưởng các công hội lớn cũng là kẻ thân kinh bách chiến, không phải chưa từng trải qua việc thế này. Thoáng chốc cũng tinh tưởng đánh giá được đâu là ưu thế có thể giúp họ thoát khốn lúc bấy giờ. Tản ra, xuân dịch lão hô, những người khác lập tức ngầm hiểu, nói thế nào đi nữa, nhân số chính là ưu thế của họ. Phe hưng hân lấy ít vây nhiều, tuy thành công, song cũng vây không chết cả đám chia ra mà chạy có thể sẽ có người chết nữa nhưng tuyệt đối có thể giúp đa số thoát thân vì vậy đám người chơi vẫn ở trong nước không chút băn khoăn hoặc trái hoặc phải bơi đi đằng sau có địch trong nước đằng trước có địch trên bờ chẳng phải họ chỉ có thể đánh vòng sang trái phải ư chia trái chia phải bọn diệp tu quả thật cũng đành chịu bèn phải chia thành hai đường phe trong nước rượt theo một phía phe trên bờ rượt theo một phía đối phương chia thành hai đường xong lại thêm một bước xé chẵn ra lẻ ai cũng không kéo đồng bạn, ai cũng có chủ ý riêng, nhất thời càng thêm sẻ năm sẻ bảy. Phía bọn đường nhu cũng không xuống nước, chỉ đứng trên bờ đuổi người. Dính phải nước, ngay cả người chơi lão làng thuộc công hội lớn cũng thành chip hôi, nhưng em như đường nhu và bánh bao dù kỹ thuật có tốt mấy, cũng buộc phải luyện tập làm quen với nước, bằng không xuống dưới sẽ càng gà hơn. Muội quang càng khỏi phải nói, đám thú triệu hồi xếp dãy trên bờ chỉ để phô trương thanh thế thôi. Căng thẳng đổ mồ hôi đầy tay kia kìa. Các công hội lớn quá rẻ chừng, nếu cả gan sông tới đám thú triệu hồi một phen, họ sẽ biết ngay mấy bé rất mỏng manh. Thao tác chủ nhân quá kém, kết quả, cả bọn chặn trên bờ không chặn được gì. Người bơi trong nước dọc theo bờ, bơi đông bơi tây đủ kiểu, có người quay đầu lại mà bơi, có người bơi ôm sát bờ, còn có người dứt khoát bơi sâu vào trong nước. Bọn đường nhu chẳng biết đuổi hướng nào mới ổn, bất chợt nhận được tin nhắn của Diệp Tu đuổi đám quay đầu. Ok, đường nhu nhận được tin, hô một tiếng, lập tức xoay người đuổi theo bọn quay đầu. Vì vậy kha khá người chơi không hướng về phía đấy, tức khắc nắm bắt được cơ hội, ảo ạt bắt đầu tìm chỗ lên đất liền. Đường Nhu vừa nhìn, lại muốn quành về giết, Diệp Tu như đoán được suy nghĩ của cô, lại gửi tin nhắn tới, đừng để ý tới, đuổi tiếp. Tại sao, đường Nhu lúc này đang điều khiển Hàn Yên Nhu chạy dọc ven bờ, rất rảnh tay gửi tin đáp.